Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Chương 1181 Liễu Tướng Quân, ông đây là có ý gì? Đại trận tách ra một con đường, một đám người cưỡi yêu thú tuấn mã, thân mặc chiến giáp, đầu đội mũ giáp võ sĩ màu bạc đi đến giữa hai thế lực lớn nhất đang giao đấu. Người đi đầu đeo một chiếc mặt nạ bên dưới mũ sắt, che đi cả khuôn mặt, chỉ còn đôi mắt lạnh lùng bình tĩnh như diều hâu lộ ra bên ngoài. Không ai nhìn ra được dung mạo của ông ta, nhưng khi ông ta vừa mới xuất hiện, trưởng lão các tông đã đoán ra được thân phận của ông ta. Liễu Long Phi. Liễu Long Phi, ngự tứ Phi Long tướng quân, đại thống lĩnh của Thần Sách Doanh, một trong những kẻ mạnh có thực lực đứng hàng đỉnh chóp của đế quốc Đại Tần. Đã rất nhiều năm nay chưa từng có người nhìn thấy ông ta xuất hiện, tương truyền rằng ông ta đang bế quan đột phá cảnh giới thiên phách. Chấp kiếm trưởng lão nhìn thấy là Liễu Long Phi trong đáy mắt thoáng qua ánh sáng kỳ lạ, người này sao lại xuất hiện vậy? Ánh mắt quét qua, rơi lên người Liễu Nguyệt với dung nhan xinh đẹp lạnh lùng ở bên cạnh ông ta. Là bởi vì Liễu Nguyệt? Không phải chứ, Liễu Nguyệt đã bị đuổi khỏi Lăng Tiêu kiếm các từ 2 tháng trước rồi. Liễu tướng quân, ông đây là có ý gì? Đại trưởng lão Ma Diễm Tông khẽ nhíu mày, trầm giọng hỏi. Trưởng lão của các môn phái còn lại cũng tỏ vẻ bất mãn. Đã có rất nhiều người chết, thậm chí có cả trưởng lão cảnh giới tử phủ bỏ mạng, khó khăn lắm bọn họ mới ép Lăng Tiêu kiếm các vào đường cùng. Ngay lúc này, Thần Sách Doanh bỗng dưng ra mặt, thử hỏi sao bọn họ có thể chấp nhận được. Thần Sách Doanh vẫn luôn đứng ngoài tranh chấp giữa các tông phái, lại nói, tuy chúng ta không phải người của đế quốc, nhưng hàng năm đều có tiến cống và luôn thể hiện sự trung thành với Hoàng thất Đại Tần. Thần Sách Doanh các ngươi đại biểu cho hoàng quyền, hẳn là không muốn đối địch với chúng ta, đúng không? Có trưởng lão lên tiếng tranh luận. Thế nhưng Liễu Long Phi lại không đáp, và cũng không có vẻ gì là quan tâm. Ai không liên quan đến Ma Diễm Tông thì tránh xa ra một chút. Bên cạnh Liễu Nguyệt, Nhạc Thanh cưỡi yêu thú tuấn mã tiến lên trước, quát to. Tất cả các trưởng lão đều sững sờ, tỏ vẻ khó hiểu. Văn Ngạn Bác liếc mắt ra hiệu. Trưởng lão và đệ tử của Hỗn Nguyên môn lặng lẽ lui về sau, kéo giãn khoảng cách với Ma Diễm Tông. Thất Tuyệt Bảo và Huyết Cốt môn cũng cảm thấy có vấn đề, liền vội vã lui ra. Ầm ầm. Trận tuấn khắp 4 phía từ từ áp sát, thu hẹp vòng vây, ngăn cách các tông môn khác. Không bao lâu sau, trong vòng vây cũng chỉ còn người của Ma Diễm Tông. Từ trưởng lão cho đến đệ tử Ma Diễm Tông đều hoảng hốt, với tình huống hiện tại, chỉ cần không phải kẻ đần thì đều có thể nhìn ra được Thần Sách Doanh muốn ra tay với bọn họ. Trưởng lão Ma Diễm Tông gượng cười nói, đại thống lĩnh, chắc là có hiểu lầm gì đó. Nhưng còn chưa nói dứt câu thì Liễu Long Phi đã ra tay, không ai thấy rõ ông ta đã xuất thủ như thế nào. Chương 1182 không tha bất kỳ tên nào, giết hết cho ta. Chỉ biết rằng sau khi ông ta rơi xuống đất thì đầu của trưởng lão Ma Diễm Tông đã bị mũi thương sắc bén chọc thủng. Máu tươi bắn tung tóe, thân thể không đầu ầm ầm ngã xuống. Không tha bất kỳ tên nào, giết hết cho ta. Nhạc Thanh ngồi trên chiến mã rút binh khí ra, lạnh giọng ra lệnh. Tiếp đó, một trận đồ sát vô căn cứ thế diễn ra theo cái cách không ai ngờ đến. Trong gió tuyết mênh mông, tiếng kêu la thảm thiết quanh quẩn không dứt. Cảnh tượng đẫm máu và tàn khốc diễn ra trước mắt mọi người. Sau trận đại chiến với Lăng Tiêu kiếm các, Ma Diễm Tông vốn đã bị tổn thất nặng nề, hiện tại lại phải đối mặt với sự càn quét của Thần Sách Doanh. Hơn thế nữa, Liễu Long Phi còn đích thân ra tay, thế nên bọn họ đã hoàn toàn mất đi khả năng chống cự. Đại trưởng lão của bọn họ còn không ngăn nổi một chiêu của Liễu Long Phi, chết vô cùng thảm thiết. Việc này đã khiến người của Ma Diễm Tông rơi vào tuyệt vọng. Trên trời dưới đất đều là các binh sĩ của Thần Sách Doanh, vòng vây đã khép kín, bọn họ không thể nào trốn thoát được. Tiếng kêu gào trong gió tuyết càng thêm bi thương, nhưng lại không có mấy ai đồng tình với những người này. Từ trên xuống dưới Ma Diễm Tông chẳng khác nào giặc cướp, nói đệ tử của bọn họ là tà tu cũng không sai. Những chuyện mà đám người này đã làm trong mật cảnh Ma Liên khiến người người oán trách, ít nhất thì các tông môn thuộc Đại Tần Đế Quốc đều vui sướng khi thấy cảnh này. Có điều, trong lòng họ cảm thấy rất khó hiểu. Thần Sách Doanh không tham dự vào tranh chấp giữa các tông môn, nếu có thì cũng chỉ âm thầm nhúng tay vào,
rất ít khi bọn họ công khai đổ sát một tông môn như vậy. Dù đó là các tà tông không thuộc đế quốc thì cũng rất hiếm thấy, hoặc có thể nói gần như không có. Sau khi phương trận được tạo thành từ bức tường người tản ra, trên nền tuyết chỉ nhìn thấy máu tươi rợn người, không còn bất kỳ một thi thể nào nguyên vẹn. Người của huyết cốt môn và thất tuyệt bảo đều tái mặt, hoảng sợ không thôi. Sau khi kết thúc trận đồ sát, các binh sĩ của thần sách doanh lần lượt lui ra ngoài. Thấy vậy, huyết cốt môn và thất tuyệt bảo đều thở phào nhẹ nhõm, xem ra, thần sách doanh không có ý định nhằm vào bọn họ. Có điều, khi liếc nhìn đám người của Lăng Tiêu Kiếm Các, sắc mặt bọn họ rất khó coi. Không ai có ý định ra tay với Lăng Tiêu Kiếm Các thêm một lần nữa, bài học đẫm máu trước mắt đã khiến bọn họ chùn bước, thật sự không có can đảm đi dò xét suy nghĩ của thần sách doanh. Liễu tướng quân, đa tạ đã ra tay giải vây. Trưởng lão chấp kiếm dẫn theo mấy người Lạc Phong tiến lên, chắp tay cảm tạ. Cảm tạ ta ư, nên cảm tạ đệ tử Lâm Nhất của các ngươi thì hơn, nếu trong mật cảnh, hắn không ta tay thì e là Nguyệt Nhi của ta đã bị đám người này hãm hại. Ngay cả con gái của Liễu Long Phi ta mà cũng dám động vào, Ma Diễm Tông muốn chết, đương nhiên, ta sẽ thành toàn cho chúng. Không thể nhìn thấy biểu cảm của Liễu Long Phi đằng sau chiếc mũ giáp kia, nhưng những lời của ông ta lại khiến mọi người cảm thấy rất bất ngờ. Chương 1183 tên nhóc đó lại không chết, đúng là may mắn. Nghe vậy, trưởng lão của các môn phái chợt hiểu ra tất cả, tiếp theo đó, tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi. Ma Diễm Tông đúng là đáng chết. Ha ha, từ lâu đã nghe đồn đệ tử của Ma Diễm Tông vô cùng háo sắc, không ngờ ngay cả con gái cưng của Phi Long Đại Tướng Quân mà chúng cũng dám động vào. Khó trách ngài ấy lại đích thân ra tay, nếu không làm vậy, không biết ngày sau còn xảy ra chuyện gì nữa. Ma Diễm Tông chết là đáng, trái lại, lần này xem như kiếm các đã chuyển nguy thành an. Trong lúc bàn luận, mọi người cảm thán không thôi, chọc ai không chọc lại đi chọc vào Liễu Nguyệt, người ta không chạy đến kiếm chuyện với các ngươi thì thôi đi, các ngươi còn chủ động đi trêu chọc, không chán sống thì là gì. Nhìn theo đoàn người của Phi Long Tướng Quân rời đi, trưởng lão chấp kiếm rơi vào trầm tư. Bên cạnh, Lạc Phong cười khổ, Liễu Nguyệt này, 2 tháng trước, ta vừa trục xuất nàng ta khỏi kiếm các, không ngờ trong thời khắc nguy hiểm, nàng ta lại ra tay giúp đỡ. Trưởng lão chấp kiếm thở dài nói, đúng là may mắn, tuy nhiên, thực lực của Liễu Long Phi ngày càng khó nhìn thấu. Ngay cả ngài cũng không nhìn ra. Lạc Phong tỏ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên, ông ta không ngờ thực lực của Liễu Long Phi lại mạnh đến như vậy. Nhìn không thấu, ít nhất là tồn tại cùng cấp với Mai Hộ Pháp. Trưởng lão chấp kiếm lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ. Ít nhất thì khi đối phương đánh chết trưởng lão Ma Diễm Tông, ông ta không cách nào nhìn rõ được chiêu thức. Quay về tông. Văn Ngạn Bác không thể làm gì được Lăng Tiêu Kiếm Các, chỉ có thể tức giận nhìn mấy người Lạc Phong. Bọn họ cũng không có ý định nán lại, nhanh chóng dẫn theo tông mình rời khỏi Hoang Nguyên. Trận huyết chiến giữa 5 tông xem như chấm dứt, bởi vì sự xuất hiện của thần sách doanh nên mọi việc vẫn còn bỏ ngỏ. Nhưng trong trận ác đấu này, thực lực của Lâm Nhất, nhân tài mới nổi của Kiếm Các, đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng trưởng lão và đệ tử của tất cả các tông phái, có lẽ rất lâu sau bọn họ vẫn không thể quên được. Tên nhóc đó lại không chết, đúng là may mắn. Trưởng lão Huyền Thiên Tông tỏ vẻ không vui, thở dài nói, chúng ta cũng đi thôi. Thủy Vô Ngân quay đầu nhìn về phía Lâm Nhất và Hân Tuyệt, trong lòng hắn ta cảm thấy rất bất đắc dĩ, chỉ sợ ở đế quốc Đại Tần không còn ai có thể ngăn được sự trỗi dậy của Lâm Nhất. Còn có Hân Tuyệt. Thực lực của người này có hơi đáng sợ, mới chỉ đạt đến cảnh giới bán bộ tư phủ, vậy mà dưới sự hỗ trợ của bảo binh lại có thể bức lui trưởng lão tử phủ. Là không thua kém bao nhiêu so với Bát công tử, thậm chí có thể hơn. Hiện tại, Lăng Tiêu Kiếm Các có đủ khả năng tranh đoạt 3 vị trí đầu trong trận Long Môn tranh tài cuối năm, và rất có thể là đầu bảng. Lâm Nhất chính là tương lai của Kiếm Các, chắc chắn trong trận Long Môn tranh tài 3 năm sau, không một ai có thể ngăn cản hắn bước lên đỉnh. Chương 1184 có lẽ ngày sau sẽ thu được lợi ích không nhỏ. Sự trỗi dậy của Lăng Tiêu Kiếm Các đã quá rõ ràng rồi. Bão táp qua đi, các tông môn khác cũng không tiếp tục nán lại Hoang Nguyên, mọi người lục tục rời đi. Trước khi đi, tất cả đều quay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu Kiếm Các bằng ánh mắt vô cùng phức tạp.
thậm chí có trưởng lão tông môn tự hỏi, nếu trước đó bọn họ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ra tay tương trợ kiếm các thì có lẽ ngày sau sẽ thu được lợi ích không nhỏ. Nhưng chuyện đã qua thì không có nếu như, có nghĩ thế nào đi nữa cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Liễu Nguyệt cưỡi chiến mã theo chân đoàn người của Liễu Long Phi rời đi, lúc đi qua Lâm Nhất và Hân Tuyệt, nàng ta liếc thấy vết thương dữ tợn trước ngực Lâm Nhất. Liễu Nguyệt chần chừ hồi lâu, cuối cùng quyết định xuống ngựa xem thử. Tuy nhiên, khi nàng ta định nhảy xuống thì bị Liễu Long Phi ngăn cản, thế nên Liễu Nguyệt đành ngồi trên ngựa hỏi, Lâm Nhất, ngươi không sao chứ? Không chết được, Lâm Nhất gật đầu, bình thản đáp. Đi thôi. Liễu Long Phi lạnh lùng nói, dường như trong mắt ông ta hoàn toàn không có sự tồn tại của Lâm Nhất, trái lại, ông ta không khỏi liếc nhìn Hân Tuyệt vài lần. Liễu Nguyệt cắn đôi môi đỏ mọng, trong mắt lóe lên tia áy náy, nhưng cuối cùng nàng ta đành bất đắc dĩ rời đi. Xem ra Liễu đại tiểu thư khá là quan tâm tiểu sư đệ đấy, mà này, Lâm Nhất, sao đệ lạnh lùng quá vậy? Hân Tuyệt đứng bên cạnh cười khẽ. Lâm Nhất từ chối cho ý kiến, và cũng không nói gì thêm. Lúc ở trong mật cảnh Ma Liên, hắn ra tay cứu giúp Liễu Nguyệt chỉ đơn thuần là vì không muốn thấy người khác chịu nhục, chứ không hề có ý định gì khác. Hắn tin nếu đổi lại là sư huynh Hân Tuyệt thì huynh ấy cũng sẽ làm như vậy. Cứu người thì cứu người, nhưng hắn cũng không có quá nhiều thiện cảm với Liễu Nguyệt, trước mắt chỉ xem như xóa bỏ một chút hiểu lầm mà thôi. Nếu muốn hắn đột ngột thay đổi thái độ thì có hơi khiên cưỡng. Tuy nhiên, từ tận đáy lòng, Lâm Nhất vẫn rất cảm ơn đối phương đã ra tay giúp đỡ. Việc này khiến hình tượng của Liễu Nguyệt thay đổi rất nhiều trong suy nghĩ của Lâm Nhất. Đúng rồi, trả kiếm lại cho đệ. Hân Tuyệt tra kiếm vào vỏ, sau đó dùng hai tay nâng thanh bảo binh thượng cổ kia lên, đưa cho Lâm Nhất. Chương 1185 nếu ta cứ tiếp tục từ chối thì hóa ra bất kính rồi. Lâm Nhất giơ tay cản, sư huynh, đừng như vậy, tính luôn cả lần ở rừng già huyết cốt thì huynh đã cứu ta hai lần rồi. Thật ra ta cũng không cần đến thanh kiếm này, vốn định đưa cho Hân Nhiên tỷ, nhưng bây giờ xem ra chỉ có trong tay huynh thì thanh bảo binh thượng cổ này mới có thể phát huy được uy lực của nó. Lại nói, huynh đã từ chối ta một lần, lần này không được từ chối nữa. Hân Tuyệt im lặng không đáp, y biết Lâm Nhất muốn nói đến chuyện quả huyết viêm, bèn cười nói, nếu ta cứ tiếp tục từ chối thì hóa ra bất kính rồi. Nửa canh giờ sau, hầu hết các đại tông môn trong Hoang Nguyên Tịch Diệt đều đã rời đi, nhưng Lăng Tiêu Kiếm Các vẫn chưa khởi hành, mà đang kiểm kê số lượng thương vong lần này. 18 vị trưởng lão tử phủ thì có gần một nửa bị trọng thương, trong vòng nửa tháng không thể xuống giường. Trong 40 vị chấp sự bán bộ tử phủ, có 18 người tử thương. Trong 100 đệ tử tinh anh bảng địa, có 8 người chết, 36 người trọng thương, 50 người bị thương nhẹ. Có thể nói gần như tất cả đều bị thương, tổn thất vô cùng nặng nề. Nếu không có trưởng lão chấp kiếm và kiếm Tiêu Vân thay kiếm các ngăn lại phần lớn áp lực thì e rằng thương vong sẽ càng nghiêm trọng hơn. Trong doanh địa, Lâm Nhất lấy ra những thứ mà mình đã đoạt được trong mật cảnh Ma Liên. Đây là lệ thường, trước đó, mấy người Hân Nhiên cũng đã lấy ra một ít thu hoạch trong mật cảnh để nộp lên tông môn. Đương nhiên, tông môn sẽ đổi lại điểm công đức và linh ngọc tương ứng, đảm bảo các đệ tử không bị lỗ lã. Tông môn và đệ tử vốn là mối quan hệ cộng sinh, thế nên cũng không thể phân rõ ai chịu thiệt hơn ai. Từng món bảo vật được lấy ra, gồm có mấy trăm viên yêu đan hoa sen đen, mấy chục quyển võ học thượng cổ tàn bản, năm loại dị quả, cùng với những thứ thu được từ túi trữ vật của Kinh Tuyệt, một thanh bảo đao, lư hương, tranh ngộ đạo, rượu ngon, bồ đoàn tu luyện, còn có những thứ mà hắn thu hoạch được như hồ lô tàng kiếm và những món bảo vật khác. Khi Lâm Nhất lấy ra mấy trăm viên yêu đan hoa sen đen thì ngoài trưởng lão chấp kiếm, tất cả những người có mặt trong doanh địa đều thay đổi sắc mặt. Ngay cả trưởng lão Lạc Phong cũng vậy, tuy nhiên, bọn họ không nghĩ đến, đây chỉ mới là bắt đầu. Khi những món bảo vật quý giá như bảo đao thượng cổ, lư hương, tranh ngộ đạo xuất hiện thì ngay cả trưởng lão chấp kiếm cũng phải thay đổi sắc mặt, không khỏi thở dài nói, khó trách vì sao bốn tông lại liên thủ. Nếu là ta, e là cũng không cầm lòng được. Các trưởng lão khác đều gật đầu đồng ý, quả thật những thứ này có sức hấp dẫn rất lớn. Ngoại trừ bảo kiếm tặng cho sư huynh cùng với đan dược, dị hỏa và yêu đan mà ta đã luyện hóa trong mật cảnh thì tất cả đều ở đây.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lâm Nhất chắp tay nói, sau đó lui sang một bên. Vốn dĩ, có một số thứ hắn không định nộp lên, nhưng lúc Lạc trưởng lão kiểm kê thương vong, hắn đã đứng bên cạnh nhìn. Vì lẽ đó, hắn đã từ bỏ suy nghĩ lúc ban đầu. Không cần phải lấy ra toàn bộ đâu. Trưởng lão chấp kiếm cười khổ nói, theo quy định của tông môn thì khi nộp bảo vật lên sẽ đều được điểm công đức và linh ngọc. Người lấy ra nhiều bảo vật như vậy, e là kiếm các không có linh ngọc tương ứng để đổi, số lượng này có hơi. Chương 1186 một giấc mơ. Vậy thì không cần nữa đâu, với thực lực của ta, e rằng cũng không thể rời khỏi Hoang Nguyên tịch diệt. Lâm Nhất nhìn sự việc rất thấu đáo, không có tông môn bảo vệ, hắn nhất định sẽ chết. Lời này nhìn như có lý, nhưng lại khiến trưởng lão chấp kiếm thấy khó xử. Kiếm các đương nhiên không thể để đệ tử của mình chịu thiệt, nếu không thì thật không có khí phách. Nhưng Lâm Nhất đã quyết định như thế, ông ta cũng biết làm sao cho đúng. Lạc Phong cười nói, Bạch lão, ông thấy thế này được không? Cho Lâm Nhất chọn mấy món bảo vật trong này, phần còn lại thì chia đều cho các đồng đạo bị thương trong trận đại chiến lần này. Còn kiếm các chỉ giữ lại một ít yêu đan ma liên và võ học không hoàn chỉnh, cũng đủ để đổi thành linh ngọc tiếp viện cho Lâm Nhất rồi. Đúng, cứ sắp xếp như thế đi. Lâm Nhất, ngươi cũng không thể làm khó ta quá. Hay ngươi không muốn chia những bảo vật này cho đồng môn? Trước mắt trưởng lão chấp kiếm sáng lên, ông ta sờ râu cười nói. Lâm Nhất bất đắc dĩ cười một tiếng, bọn họ đã nói như thế, đương nhiên không tiện từ chối nữa. Hắn lập tức tiến lên, lấy đi đan hàn vân tử trong mấy chai đan dược. Trong một khoảng thời gian dài sau đó, tu vi của hắn không thể nào nâng cao thêm nữa, lấy đan dược cũng không có tác dụng mấy. Đan hàn vân phù hợp với thuộc tính của Tử Diên kiếm quyết, cũng có thể sử dụng, những thứ khác thì không cần lấy làm gì. Sau đó, hắn chọn hồ lô tàng kiếm và danh tử tứ phẩm trong đống bảo vật. Trưởng lão chấp kiếm khẽ cao mày, Lâm Nhất chọn thế thì ít quá, ông ta lập tức vung tay cầm lấy thanh bảo đao thượng cổ, trầm ngâm nói kiếm các không có ai dùng đao, ngươi tạm thời giữ lấy. Đúng rồi, nói bọn ta nghe xem những gì ngươi đã trải qua ở tầng 10 bảo điện đi. Tầng 10 bảo điện chính là một truyền thuyết. Ánh mắt của trưởng lão và đệ tử xung quanh đều sáng rực lên, nhìn về phía Lâm Nhất bằng ánh mắt chờ mong. Lâm Nhất ngẫm nghĩ, không biết nên bắt đầu như thế nào. Vì tầng 10 bảo điện quá xa xôi, cho nên nó đã trở thành một truyền thuyết trong cái nhìn của tông môn ở Đại Tần Đế Quốc. Sẽ không có ai không thấy tò mò và mong đợi với truyền thuyết. Mà Lâm Nhất trước mắt đã bước lên tầng 10, tạo thành truyền thuyết, còn bọn họ chính là người chứng kiến truyền thuyết. Thấy ánh mắt của mọi người, Lâm Nhất trầm ngâm một lúc rồi mới nói, trong tầng 10 không có gì cả, không có truyền thuyết, không có bảo vật, chỉ có một giấc mơ. Một giấc mơ. Mọi người đều tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, trố mắt nhìn nhau, ai cũng cảm thấy khó hiểu, bắt đầu nhỏ giọng bàn tán. Lâm Nhất không đợi mọi người hỏi mà tiếp tục nói hết những gì hắn đã trải qua trong bảo điện Ma Liên và những gì đã nghe thấy ở tầng 10 của bảo điện. Đợi sau khi hắn nói xong, tất cả mọi người trong lều trại của kiếm các đều im lặng. Nếu những gì Lâm Nhất nói là thật, thì tầng 10 của bảo điện thật sự là một vật sống, chỉ có một giấc mơ người đàn ông năm đó để lại. Ông ta đã chết từ lâu, nhưng kiếm của ông ta vẫn lặng lẽ trông coi truyền thừa đời trước để lại. Đúng như lời ông ta nói, vinh quang trường tồn. Chương 1187 đệ tử đã hiểu. Ngoài người của kiếm các ta, e rằng người ngoài sẽ khó mà chấp nhận được việc tầng 10 của bảo điện không hề có bảo vật gì cả. Trưởng lão chấp kiếm thất vọng cười một tiếng, khẽ thở dài. Kiếm các dùng kiếm lập tông, cùng là kiếm khách, ít nhiều gì cũng cùng một chí hướng, dù có cách biệt sinh tử cũng có thể thấy cảm động vì câu chuyện từ xa xưa kia. Lạc Phong cười nhạo, e rằng rất có khả năng Ma Diễm Tông và mấy tông môn khác ra tay với kiếm các ta là vì cái gọi là bảo vật ở tầng 10 này. Hừ, đám người này cũng là tự chuốc họa vào thân thôi, cũng coi như cho bọn họ một bài học. Nét mặt trưởng lão chấp kiếm không chút cảm xúc, ông ta lạnh lùng nói. Nói đến chuyện này, Lâm Nhất vẫn thấy hơi áy náy, hắn chắp tay nói, đệ tử hành động hơi lỗ mãng, mang đến phiền phức cho kiếm các rồi. Có điều hắn còn chưa nói xong, trưởng lão chấp kiếm và những trưởng lão khác lại nở nụ cười. Khi hắn đang thấy khó hiểu, Lạc Phong cười nói, Lâm Nhất,
có lẽ ngươi vẫn chưa hiểu tác phong của kiếm các, ở Đại Tần đế quốc này, Lăng Tiêu kiếm các làm gì cũng rất ít khi lui bước. Tổ sư kiếm vô danh có dạy, Lăng Tiêu kiếm các, lấy kiếm lập tông, lấy kiếm làm người, kiên cường bất khuất, thà chết không hàng. Chỉ cần có khí thế này, cho dù kiếm các không tránh khỏi việc sa sút thì cũng sẽ không diệt vong, hiểu chưa? Lâm Nhất ngây người, vô cùng xúc động, lấy kiếm lập tông, lấy kiếm làm người. Trưởng lão chấp kiếm tiếp lời, hôm nay dù không phải ngươi mà là đệ tử khác, kiếm các vẫn sẽ bảo vệ. Nếu hôm nay rút lui, sau này sao kiếm các còn có thể đứng vững ở đế quốc được nữa? Biết bao năm trôi qua, Hỗn Nguyên Môn nhớ mãi không quên, cướp lấy Sơn Môn, tiêu diệt truyền thừa của ta. Nhiều lần như ngàn cân treo sợi tóc đều không thể như ý bọn họ, vì Lăng Tiêu kiếm các ta dựa vào khí phách này. Đệ tử đã hiểu. Lâm Nhất gật đầu, không nhiều lời nữa. Vậy tạm thời như thế đi, có điều bảo vật ngươi nộp lên hôm nay quá to lớn, ta cũng không thể quyết định được sẽ thưởng như thế nào, phải trở về thỉnh giáo Mai Hộ Pháp mới có thể ra quyết định. Trưởng lão chấp kiếm trầm ngâm nói, ngươi yên tâm, chắc chắn tông môn sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi. Không cần vội đâu ạ, đệ tử lui xuống trước. Trưởng lão chấp kiếm nhìn bóng lưng Lâm Nhất rời đi, trên mặt lộ vẻ vui mừng, nhân phẩm của Lâm Nhất này đúng là không tệ. Chẳng trách có thể đồng thời được Mai Hộ Pháp và các chủ xem trọng, nhiều bảo vật như vậy, nói đưa là đưa. Cho dù có giữ lại một phần thì hắn cũng đã đền đáp công ơn tông môn bảo vệ mình, bọn họ cũng không liều mạng phí công. Những trưởng lão xung quanh đều tỏ vẻ bùi ngùi, nếu là bọn họ, chưa chắc bọn họ có được định lực như Lâm Nhất. Nhiều bảo vật như vậy, ai dám nói mình không động lòng chút nào chứ? Những tông môn khác trong Hoang Nguyên Tịch Diệt cũng đã rời đi. Nhưng Lăng Tiêu kiếm các không thể nào lên đường được dưới tình huống chết nhiều người như thế, bọn họ phải nghỉ dưỡng sức một ngày. Nếu có thể nghỉ dưỡng sức càng lâu càng tốt, nhưng rất rõ ràng là không thể ở lại đây lâu, chỉ có thể nghỉ dưỡng sức một ngày rồi trở về tông môn tránh cho đêm dài lắm mộng. Đêm khuya vắng người, gió tuyết dữ dội ban ngày đã dừng lại từ lâu. Chương 1188 nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Trận tuyết này đến nhanh, đi cũng nhanh. Lâm Nhất ngồi xếp bằng trong lều trại của mình, dùng chân nguyên trị thương. Thật ra vết thương do đao gây ra trước người cũng không đến mức chí mạng, đao ý ngầm chứa đựng trong đó mới là thứ chí mạng nhất. Trong đao ý này xen lẫn chân nguyên của cao thủ cảnh giới tử phủ, cực kỳ khó gạt đi. Trong đó còn tồn tại một ý chí mà cảnh giới huyền võ của Lâm Nhất không thể nào hiểu được, chân nguyên của hắn cũng không thể chống lại nó. Cũng may trưởng lão chấp kiếm đã giúp hắn khử đi đao ý bên trong, nếu không hắn sẽ cực kỳ khó khăn. Với thân thể của Lâm Nhất, vết thương đáng sợ trước mắt chỉ cần chưa đến 3 ngày là có thể hồi phục. Có điều trận chiến này ảnh hưởng quá nặng nề, muốn trở lại thời kỳ đỉnh cao phải mất khá nhiều thời gian. Bên ngoài lều trại có tiếng bước chân vang lên. Lâm Nhất nâng mắt, nhìn thấy mấy sư huynh là Vương Tranh và Đường Thông, mấy người đều đến xem hắn bị thương thế nào. Đều là đồng môn, còn xem như quen biết với hắn, không có lý do không đến thăm. Sau khi biết thương tích của Lâm Nhất không có gì đáng ngại, mấy người cũng thấy yên tâm hơn, tùy tiện tán gẫu mấy câu. Trò chuyện một lát lại nói đến trận chiến ban ngày. Năm tông môn huyết chiến, mấy người Đường Thông vào tông lâu như thế cũng chưa từng gặp phải tình huống này. Cũng may cuối cùng vẫn gắng gượng qua được. Suy nghĩ lại. Thật ra lúc đó kể cả Lâm Nhất cũng mang tâm trạng sẽ chết trên trận chiến đó. Nói đến chuyện Liễu Nguyệt xuất hiện, mọi người đều rất cảm thán, suy cho cùng Liễu Nguyệt này cũng không quá xấu xa. Lâm Nhất ngẫm nghĩ, mình và nàng ta có thủ oán với nhau, nhưng đối phương cũng không thật sự chèn ép mình bằng thần sách xoanh. Chứng tỏ nàng ta cũng không phải loại người lòng dạ độc ác. Nếu không với địa vị của nàng ta, thật ra muốn xúi dục cấp cao của thần sách doanh ra tay với mình cũng không phải chuyện gì khó. Nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Hân Nhiên vén màn của lều trại, cười tủm tỉm đi vào, mọi người vội vàng đứng lên. Sư tỷ, chúng ta đang nói về Liễu Nguyệt, không hiểu vì sao vào thời khắc quan trọng nàng ta lại giúp kiếm các. Vương Tranh rất thành thực, thoải mái nói. Đường Thông cười khổ, thầm nghĩ thôi xong rồi. Đúng như dự đoán. Hân Nhiên cười híp mắt nói, còn không phải vì tiểu sư đệ của ta quá có sức hút, anh hùng cứu mỹ nhân, khiến hồng nhan ái mộ sao.
Con gái ai mà không có suy nghĩ đó chứ, dù gì tiểu sư đệ thật sự rất có sức hấp dẫn. Lâm Nhất cười khẽ, cũng không nhiều lời. Hắn biết sư tỷ và Liễu Nguyệt có rất nhiều mối thù, sẽ không dễ dàng bỏ qua. Được rồi, tất cả đi xuống đi, để ta băng bó vết thương cho tiểu sư đệ. Hân Nghiên đảo mặt cười khẽ, có thể nhìn ra cô cũng không quá so đo chuyện của Lâm Nhất. Được. Chương 1189, đương nhiên không phải. Mấy người như chút được gánh nặng, Vương Tranh còn nháy mắt với Lâm Nhất một cái tỏ vẻ xin lỗi. Chẳng mấy chốc, trong lều chỉ còn lại hai người là Lâm Nhất và Hân Nghiên. Để tự cởi hay là để ta cởi? Hân Nghiên chớp đôi mắt quyến rũ, long lanh ánh nước, câu hồn đoạt phách. Cô cười yêu kiều, khí chất thể hiện ra đẹp đến mức khiến người ta khó chống lại được. Lâm Nhất biết sư tỷ đang trêu mình, bèn cười nói, để ta tự cởi. Sau đó hắn cũng không kiểu cách, lập tức cởi áo ra, để lộ nửa người đầy vết thương mới. Ngoài vết thương gần như nhìn thấy xương trước ngực còn có rất nhiều vết thương lớn nhỏ, là vết thương để lại khi hắn giao thủ với người khác. Trong đó có không ít vết máu chưa khô, còn chưa đóng vảy. Nụ cười quyến rũ trên mặt Hân Nghiên biến mất, cô đưa tay ra, một giọt nước có u quang chớp lóe xuất hiện trong lòng bàn tay cô. Đây là Thái Âm chi thủy, võ hồn của Hân Nghiên sư tỷ, có hiệu quả chữa thương. Nhưng nó không thể sử dụng bừa bãi, vì một khi sử dụng sẽ cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Hân Nghiên không nhiều lời, dùng Thái Âm chi thủy rửa vết thương cho Lâm Nhất một lượt. Sau đó cô lấy vải thưa đã được ngâm linh dịch ra. Cẩn thận băng bó cho Lâm Nhất, nét mặt nghiêm túc không chút qua loa. Nhìn kỹ mới thấy, Hân Nghiên thật sự là đệ nhất mỹ nhân của Lăng Tiêu kiếm các. Cô trời sinh quyến rũ, dáng người uyển chuyển, dù không nói một lời nhưng vẫn rất hấp dẫn. Chỉ cần người nào không đủ định lực thì sẽ khó mà kiểm soát suy nghĩ kỳ lạ hiện lên trong đầu. Lúc này, cô bận rộn trước sau, thở ra nhẹ nhàng, hương thơm bay vào mũi. Nhưng trong lòng Lâm Nhất lại không hề có suy nghĩ kỳ lạ, cũng không có tình dục, đây không phải vì hắn là thánh nhân. Chỉ là hắn có thể cảm nhận được tình cảm của Hân Nghiên tỷ với hắn trước đây không phải người yêu, mà là người thân, giống như tỷ đệ lại thân thiết hơn tỷ đệ một chút. Hắn rất quý trọng tình cảm này, nếu có thể, hắn hy vọng có thể tiếp tục duy trì nó. Hân Nghiên tỷ, ta vốn định đưa thanh bảo binh thượng cổ này cho tỷ. Nhưng thấy sư huynh dùng rất thuận tay cho nên đã đưa cho huynh ấy rồi. Hai người im lặng mãi ít nhiều gì cũng hơi lúng túng, Lâm Nhất bắt đầu tìm chủ đề nói chuyện. Hân Nghiên cười nói, ha ha, cho ai cũng thế, dù sao kiếm của huynh ấy cũng sẽ bảo vệ ta, tỷ không đau lòng. Nhưng ta thấy dường như sư huynh không được vui lắm, là vì huynh ấy có bảo binh khác sao? Ha ha, giả vờ đấy. Ở trước mặt đệ ít nhiều cũng phải có dáng vẻ của sư huynh đúng không? Trên đường đến đây, ta thấy huynh ấy đang múa kiếm, vừa thấy ta thì vội vàng giấu đi. Lúc đó ta không để ý, bây giờ nghe đệ nói là định đưa cho ta, chắc là sợ ta sẽ cướp của huynh ấy. Chấm, Hân Nghiên cười tìm tìm nói, đệ thấy ca ca của ta nghiêm túc như thế thật ra thì toan tính nhiều lắm, ta có thể cướp với huynh ấy chắc, đệ nói xem ta là loại người như thế sao? Lâm Nhất cười khẻ, đương nhiên không phải. Ta cũng thấy thế, nhưng sau này đệ vẫn phải đưa cho ta một thanh, nếu không nói không chừng ta sẽ ngây thơ đi cướp đấy. Chương 1190 đồng ý nhanh quá, không vui gì cả. Được. Đồng ý nhanh quá, không vui gì cả. Hân Nghiên che miệng cười khẽ, sau đó giơ tay chỉ một cái lên mi tâm của Lâm Nhất. Cô nở nụ cười dịu dàng, được rồi, tiểu tử, đệ ngủ một giấc thật ngon trước đã. Không đợi Lâm Nhất kịp phản ứng, ánh sáng mờ nhạt lóe lên trên người Hân Nghiên, một luồng gió ấm từ đầu ngón tay của cô tràn vào khắp người Lâm Nhất. Trong nháy mắt, những vết thương vốn động vào là đau trên người hắn đều mất đi cảm giác. Thân thể trở nên thả lỏng chưa từng có, cảm giác buồn ngủ kéo tới, dáng vẻ bị ánh sáng bao phủ của sư tỷ dần trở nên mơ hồ. Lâm Nhất nhắm hai mắt, chậm rãi ngã xuống. Hân Nghiên rụt tay về, ánh sáng trên người biến mất. Sắc mặt hơi tái, cô nhìn Lâm Nhất đang ngủ say. Nét mặt Hân Nghiên trở lại vẻ lạnh lùng như ngày thường, cô đắp chăn cho hắn, chăm chú nhìn khuôn mặt đang ngủ say đó một lúc lâu. Sau khi chắc chắn hắn đã thật sự ngủ say, cô mới chậm rãi rời đi.
Sáng hôm sau, Lâm Nhất mở mắt ra. Hắn cảm thấy người rất thoải mái, nội thương ngoại thương đều không còn đau nữa, đang trong trạng thái vô cùng ổn định. Trước đó hắn đại chiến với người khác, ngoài bị ngoại thương còn có rất nhiều nội thương, lục phủ ngũ tạng đều có những vết thương với mức độ khác nhau. Chỉ động đậy một chút cũng cảm thấy cả người đau đớn. Nhưng lúc đại chiến hắn không rảnh để tâm đến những điều này, sau khi chiến đấu xong, tất cả cảm giác đau đớn lại kéo đến một lần nữa. Giấc ngủ này khiến hắn hoàn toàn thả lỏng, lại thêm linh dịch trong vải thưa, thương tích trên người đã khỏi được khoảng 5 phần rồi. Võ giả không cần ngủ, có thể ngồi thiền, có thể tu luyện. Đối với võ giả, rất nhiều lúc ngủ là một chuyện xa xỉ, từ khi vào mật cảnh Ma Liên đến nay Lâm Nhất chưa từng chợp mắt lần nào. Không phải không muốn, mà là không dám. Nhưng trên thực tế, giấc ngủ luôn mang đến tác dụng rất lớn cho thân thể, đặc biệt là về mặt tinh thần và tu vi. Lâm Nhất nở nụ cười, sư tỷ suy nghĩ thật chu đáo. Sau khi đứng dậy mặc quần áo vào, hắn thấy đội ngũ vẫn chưa có dấu hiệu xuất phát, có lẽ đến buổi trưa mới đi. Cho nên hắn cũng không nôn nóng, lấy 4 thứ từ trong túi trữ vật ra. Một bình đan hàn vân, một bầu danh tử tứ phẩm, một hồ lô tàng kiếm màu vàng và một thanh bảo binh thượng cổ tên là Tàn Huyết. Đi ra từ trong mật cảnh Ma Liên, bảo vật trên người hắn có thể nói là nhiều không đếm xuể. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nộp lên hết, tông môn bảo vệ hắn, vì hắn liều mạng đánh nhau với 4 tông môn khác, hắn cũng không phải người vô ơn. Hơn nữa trong mật cảnh hắn đã thu hoạch đủ nhiều rồi, không ai có thể so với hắn cả. Hôm qua trưởng lão chấp kiếm cho hắn chọn, hắn đã chọn đan hàn vân, danh tử và hồ lô tàng kiếm. Chương 1191 phiền phức rồi đây. Đao Tàn Huyết là trưởng lão chấp kiếm đưa cho hắn. Nghĩ đến chuyện này, Lâm Nhất bật cười, tông môn cũng không muốn thấy hắn quá thiệt thòi. Ông ta nói trên dưới kiếm các không có ai dùng đao, nhưng giá trị của thanh đao này không cần nói cũng biết. Trong một khoảng thời gian dài tiếp theo, tu vi của hắn không thể nào nâng cao thêm nữa, lấy đan dược cũng không có tác dụng mấy. Còn Tử Diên kiếm quyết thì đã là tầng 8 đỉnh phong, còn có cơ hội tăng thêm một bậc, đan hàn vân này sẽ có tác dụng với nó. Trước mắt, hắn cảm thấy có hứng thú với hồ lô tàng kiếm này nhất, đây là một bí bảo vô cùng hiếm có. Bí bảo khác với bảo binh bảo giáp, chỉ các loại bảo bối kỳ lạ, ví dụ như nhẫn, tháp linh lung, gương và bảo đỉnh. Bây giờ để thứ này nhỏ máu nhận chủ, để lại dấu ấn thuộc về mình, hồ lô tàng kiếm này mới hoàn toàn thuộc về hắn. Hồ lô tàng kiếm còn được gọi là hồ lô dưỡng kiếm, có thể nâng cao phẩm chất của bảo kiếm, cũng có thể để kiếm tích lũy phong mang, chờ đợi phát động, ngự kiếm giết địch. Lâm Nhất mở nắp hồ lô ra, trong miệng bình chật hẹp lập tức có khí thế ác liệt sắc bén bắn ra. Từng cơn gió rét không ngừng gào thét nổi lên trong lều trại. Nhưng nó chỉ có chút khí thế đó, cũng không có phong mang và sự sắc bén như trong tưởng tượng, có thể nói là nhìn được nhưng không dùng được. Lâm Nhất đoán muốn hồ lô tàng kiếm này phát huy tác dụng thật sự của nó e rằng sẽ tốn không ít tài nguyên, phải tiêu tốn rất nhiều linh ngọc mới được. Hắn không chút do dự lấy từng viên linh ngọc nhị phẩm ra ném vào. Rắc. Nhưng linh ngọc di chuyển mấy vòng ở bên trong, sau khi bị cắn nát thì đều phun hết ra ngoài. Ặc. Lâm Nhất vân vê cằm, trong lòng suy đoán e rằng linh ngọc không thể kích hoạt được hồ lô này. Hắn đảo mắt, nhìn về phía bầu danh tử tứ phẩm kia. Trong đầu Lâm Nhất nảy lên một ý nghĩ, hắn lập tức cầm lấy bầu rượu, đổ vào trong hồ lô. Ào ào. Khi rượu nồng trong suốt đổ vào trong, hồ lô tàng kiếm màu vàng này lập tức có bảo quang màu xanh lá tản ra, rực rỡ long lanh. Phiền phức rồi đây. Danh tử tứ phẩm quý hiếm hơn linh ngọc nhiều, hóa ra hồ lô này là một bình rượu hồ lô. Sau khi Lâm Nhất rót hết rượu trong bầu, hồ lô tàng kiếm trong tay hắn trở nên hơi nặng. Vẫn chưa đủ, còn chưa đầy được 1/10 hồ lô trông không lớn, nhưng lại chứa được rất nhiều rượu. Lâm Nhất ngẫm nghĩ, sau đó lấy mấy vỏ hầu nhi tử ra, sau khi liên tục rót hết 10 vỏ mới rót tới nửa hồ lô. Chắc là đủ rồi. Lâm Nhất thầm nghĩ, việc còn lại chính là nuôi kiếm, phải để hồ lô này nhận lấy một thanh kiếm. Ngoài kiếm táng hoa, trong túi trữ vật của hắn còn có một vài thứ lặt vặt sau khi giết chết đối thủ tiện tay giữ lại,
là kiểu hắn không xem trọng nhưng vứt bỏ thì thấy tiếc. Chương 1192 nỗi sợ hãi bao trùm lấy tim mỗi người. Đây chính là lãnh địa của một con yêu thú vương giả cảnh giới tử phủ, con đường mà các tông môn phải đi qua để đến hoang nguyên tịch diệt. Nếu đi đường vòng sẽ tốn thời gian gấp mấy lần. Lúc đó nhờ trưởng lão chấp kiếm ra tay, dùng kiếm tiêu vân có uy lực quỷ thần khó lường để đánh lùi con yêu thú vương giả cảnh giới tử phủ trong đó. Ở đằng trước đội ngũ, các trưởng lão tông môn đều nhìn màn sương độc minh mông trước mặt với vẻ mặt nặng nề. Cửa ải khó nhất trên đường về là nơi này. Hay là chúng ta đi đường vòng? Lạc Phong nhìn trưởng lão chấp kiếm, nhẹ giọng đề nghị. Người khác không biết nhưng ông ta biết, ngày đó trưởng lão chấp kiếm lấy một địch nhiều trên hoang nguyên tịch diệt, thoạt nhìn rất mạnh, nhưng thực tế đã bị thương không nhẹ, chẳng qua không thể hiện ra trước mặt mọi người thôi. Trên đường về, trưởng lão chấp kiếm khó tránh khỏi việc bị thương, ông ấy đã nhiều lần rút kiếm mà không màng thương tích. Thực lực của ông ấy kém hơn nhiều so với trạng thái đỉnh phong, e rằng sẽ khá nguy hiểm nếu muốn đánh lùi con yêu thú tử phủ này. Không thể đi đường vòng, nếu đi đường vòng sẽ mất hơn nửa tháng nữa. Trên đường đi ta cứ có linh cảm xấu, phải về tông càng sớm càng tốt, như vậy ta mới có thể yên tâm. Sau một lúc trầm tư, trưởng lão chấp kiếm lên tiếng trả lời. Các trưởng lão còn lại đều không đồng ý, đi đường vòng vẫn an toàn hơn. Dù sẽ mất kha khá thời gian. Ở phía sau đội ngũ, đám người Đường Thông và Lâm Nhất đều cảm thấy có gì đó không ổn. Tại sao lại dừng lại? Đường Thông ngồi trên lưng ngựa yêu thú, khó hiểu hỏi. Chắc là có tranh chấp. Lâm Nhất suy tư trả lời. Dù sao cũng là yêu thú cảnh giới tử phủ, nếu không thể đánh thắng, nó nổi điên sẽ gây ra tổn thất rất lớn cho đội ngũ. Hắn càng nghĩ càng xa. Có lẽ trưởng lão chấp kiếm không thể phát huy tối đa thực lực của mình. Nếu không thì các trưởng lão còn lại không cần phải cãi nhau. Một cảm giác bất an bao trùm lấy các chấp sự và đệ tử kiếm các. Grum. Bỗng nhiên một tiếng thú giống thê lương, vang dội phát ra từ chỗ sâu trong màn sương độc. Mặt đất rung chuyển kịch liệt, ánh chớp bùng lên giữa màn sương, tia điện lập lòe ở khắp nơi. Họ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã có một cái đầu nhô lên giữa màn sương. Đó là đầu của một con yêu xà, nhưng cái đầu này rất lớn, trên đầu có sừng nhọn hoắt, làn da như nham thạch tím sần sùi, đôi mắt đỏ tươi nhìn lướt qua mọi người như tia điện lạnh lẽo, sau đó nhìn chằm chằm vào trưởng lão chấp kiếm. Tất cả những con ngựa mà mọi người đang cưỡi đều kinh sợ trước khí yêu sát của đối phương. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy tim mỗi người. Con yêu thú này nhận ra trưởng lão chấp kiếm. Chương 1193 muốn chết. Đây là một con rắn lôi viêm có sừng trên đầu sắp hóa thành dao xà, là yêu thú vương giả cảnh giới tử phủ. Yêu thú cùng cảnh giới cũng có phân chia cao thấp về thực lực, phổ thông, tinh anh, bá chủ và vương giả. Yêu thú cấp bậc bá chủ đã đủ đáng sợ, nó độc chiếm một vùng, tung hoành không sợ một ai. Còn yêu thú vương giả cảnh giới tử phủ có thể gọi là cảnh giới mạnh nhất, lần trước nếu không nhờ có kiếm tiêu vân, trưởng lão chấp kiếm không thể đánh lùi con rắn lôi viêm này. Hơn nữa chỉ là đánh lùi, chưa giết chết được nó. Bây giờ lại đi qua con đường này, gặp lại con yêu xà này, nhưng điều rắc rối hơn lần trước chính là nó chủ động tấn công. Nhìn cái đầu xấu xí dữ tợn nhô lên giữa màn xương độc, tất cả thành viên kiếm các đều trở nên căng thẳng. Chúng ta chỉ đi ngang qua, tuyệt đối sẽ không ở lại đây, có lẽ ngươi có thể hiểu được lời ta nói. Trưởng lão chấp kiếm cầm chặt kiếm tiêu vân, lạnh lùng nhìn rắn lôi viêm với vẻ mặt nghiêm túc. Linh trí của yêu thú cấp bậc này chắc chắn có thể hiểu ngôn ngữ của nhân loại. Khe khe. Cái đầu khổng lồ giữa màn xương độc thè lưỡi đỏ tươi, phát ra tiếng khè trầm thấp, nhìn thẳng vào trưởng lão chấp kiếm. Đôi mắt đỏ tươi liên tục nhấp nháy như đang đùa cợt. Ngoài sự đùa cợt còn có sự tham lam. Không ổn. Vẻ khác thường thoáng qua trong mắt trưởng lão chấp kiếm, ông ấy nghĩ thầm, con súc vật này nhìn ra ông không còn ở trạng thái đỉnh phong nên muốn báo thù. Ngoài ra, có lẽ nó còn có ý định cắn nuốt trưởng lão chấp kiếm. Võ giả nhân loại có thể đề cao thực lực bằng cách luyện hóa yêu đan, yêu thú cũng có thể cắn nuốt thực lực của võ giả nhân loại để nâng cao cảnh giới của mình. Ví dụ như trưởng lão chấp kiếm, ông ấy chính là một món đồ ăn ngon trong mắt rắn lôi viêm.
tràn đầy mê hoặc, khiến cho sự tham lam cùng tàn bạo ẩn sâu trong huyết mạch bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, không cách nào ngăn cản được. Không hề đáp lại, con rắn lôi viêm kia há cái miệng to hết cỡ, để lộ răng nanh sắc bén và dữ tợn, lóe lên tia sáng lạnh. Nó phun ra một luồng khói độc hệt như rồng gào thét mà đến. Khói độc như hóa thành thực chất che kín một khoảng trời, ầm ầm trút xuống như mưa to gió lớn. Muốn chết! Anh kiếm lóe lên, lúc này, trưởng lão chấp kiếm đã rút kiếm Tiêu Vân ra khỏi vỏ, bổ xuống một kiếm. Dẹt, dẹt! Kiếm thế vô cùng sắc bén dường như có ẩn chứa nhuệ khí cắt ngang trời, phút chốc, luồng khói độc hung tợn kia đã bị đánh tan. Khói độc dữ tợn và khó lường chỉ kịp tồn tại một khoảnh khắc, sau đó bị trưởng lão chấp kiếm tiêu diệt. Tuy nhiên, trận đại chiến này chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Không đợi khởi động hoàn toàn tan đi, cơ thể to lớn của rắn lôi viêm đã trường ra khỏi sương mù, đối mặt với trưởng lão chấp kiếm. Hai bên đại chiến khiến trời đất rung động, thoáng chốc, cổ thụ trong phạm vi ngàn mét đều bị chấn gãy. Bụi đất tung bay, mặt đất chấn động, vô số khe nứt xuất hiện. Đối mặt với trận chiến đáng sợ như thế, từ trên xuống dưới kiếm các chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, căn bản không đủ tư cách để nhúng tay vào. Chương 1194 đi thôi, tranh thủ rời khỏi đây. Đừng nói là mấy người Lâm Nhất, ngay cả trưởng lão Lạc Phong cũng thua kém không chỉ một bậc. Bị dư chấn tác động, đội ngũ của kiếm các đã hoàn toàn bị tách ra. Vèo. Lâm Nhất từ trên ngựa huyết long nhảy vọt lên không. Tránh đi hai gốc cổ thụ vừa đổ ập xuống. Trong lúc ở trên không, hắn đã đánh ra mấy quyền. Ầm ầm ầm. Quyền va chạm với tà khí và kiếm quang bắn loạn bốn phía tạo thành từng đợt nổ mạnh. Hắn vừa rơi xuống đất thì trên trời lại xuất hiện rất nhiều kiếm quang tán loạn, hệt như mưa to trút xuống. Thịch thịch thịch. Lâm Nhất lập tức lùi về sau, mỗi một bước của hắn để lại một cái hố sâu trên mặt đất, khiến bụi bay mù trời. Đây là kiếm chiêu của trưởng lão chấp kiếm, sau khi bị rắn lôi viêm đánh tan, nó đã hóa thành vô số luồng kiếm quang đánh về phía người của kiếm các. Diêm vương đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn. Các trưởng lão và đệ tử kiếm các không dám lơ là, vội tản ra, nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Sau nửa ngày, mọi người mới tụ tập lại một lần nữa. Mới không bao lâu mà đã có gần một nửa người bị thương, thậm chí... Có một số đệ tử bảng địa kém may mắn nên đã bị dư chấn làm trọng thương, đau đớn không chịu nổi. Tổn thất nặng nề như vậy là bởi rắn lôi viêm ra tay quá đột ngột, các thành viên của kiếm các hoàn toàn không có chuẩn bị nên mới rơi vào thế bị động. Mọi người chăm chú quan sát nhưng chỉ thấy cách đó 10 dặm, giữa sương mù mờ mịt có điện quang lập lòe cùng với kiếm quang thoát ẩn thoát hiện. Khí tức khủng bố không ngừng va chạm, càng xem mọi người càng cảm thấy khiếp sợ, cả đám tái mặt. Trưởng lão, chúng ta không thể ra tay giúp trưởng lão chấp kiếm sao? Trơ mắt nhìn yêu thú cùng trưởng lão chấp kiếm đại chiến quả thật khiến người ta không cam tâm, có người nhìn không được hỏi. Lạc Phong trợn trừng mắt nhìn người nọ, lạnh lùng nói, muốn chết hả? Dư chấn còn chịu không nổi thì lấy gì mà đòi chiến? Dù là ta thì một kích đỉnh phong cũng chỉ có thể may mắn khiến con rắn lôi viêm kia bị thương mà thôi. Người qua đó, e là còn chưa gặp nó thì đã chết rồi. Người vừa lên tiếng đòi chiến lập tức câm miệng, không cách nào phản bác được. Lâm Nhất thở dài, xem ra trước đó hắn đã đoán đúng, hiện tại thực lực của trưởng lão chấp kiếm không ở thời kỳ đỉnh cao. Đi thôi, tranh thủ rời khỏi đây. Ánh mắt Lạc Phong trưởng lão lóe sáng, nhanh chóng đưa ra quyết định. Đây là cơ hội tốt để rời đi, hiển nhiên, quyết định của Lạc Phong vào lúc này là hoàn toàn chính xác. Với thực lực của trưởng lão chấp kiếm thì nếu một thân một mình, không bị liên lụy, ông ta có thể dễ dàng rời đi. Lại nói, nếu thật sự có gì bất trắc thì bọn họ cũng không thể giải quyết được. Tuy rằng quyết định của Lạc Phong có hơi tàn khốc, nhưng ông ta không thể không làm vậy. Nếu đổi lại là trưởng lão chấp kiếm ở đây thì cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự. Phập, chương 1195 có lẽ là kẻ có tâm mai phục. Nhưng đúng lúc này, biến cố xảy ra, một đệ tử trong hàng ngũ đột nhiên bị một thanh đoản đao đâm trúng mi tâm. Máu tươi tràn ra, mắt hắn ta trợn trừng, trong mắt tràn đầy không cam lòng, sau đó loạng choạng ngã xuống. Siêu, xíu, xíu, yêu yêu. Trong khu rừng, vô số thanh đoản đao lao đến như tên bắn,
phát ra âm thanh xé gió. Uy lực của chúng cực lớn, khiến khoảng không xung quanh không ngừng chấn động, âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng khắp khu rừng, hàng loạt đoạn đao mang theo khí thế che trời lấp biển ào đến. Sư tỷ, cẩn thận! Lâm Nhất giật mình hoảng hốt, vội đưa tay rút kiếm ra khỏi vỏ, phóng đến ngăn trước người Hân Nghiên. Hắn liên tục chém ra ba kiếm đánh văng ba thanh đoạn đao đang lao đến với tốc độ xé gió. Keng keng keng! Phút chốc, trong khu rừng liên tục vang lên âm thanh rút kiếm ra khỏi vỏ. Từ trên xuống dưới kiếm các đồng loạt ra tay. Ông! Nhìn đoạn đao đã rơi xuống đất nhưng vẫn không ngừng run lên, sắc mặt Lâm Nhất thay đổi. Người ra tay ít nhất phải đạt đến tu vi huyền võ tầng 10, hơn nữa còn là một cao thủ tinh không ám khí, nếu không thì không kinh khủng đến như thế. Đã có chuyện gì? Lúc này, Hân Nghiên vẫn còn chưa hoàn hồn. Không chỉ cô ta, các thành viên của kiếm các đều lộ vẻ căng thẳng. Bọn họ còn chưa kịp thoát khỏi nỗi sợ do rắn lôi viêm mang đến thì đã lần nữa bị tập kích, quả thật khó mà chấp nhận được. Có lẽ, là kẻ có tâm mai phục. Sắc mặt Hân Tuyệt rét lạnh, y nhìn quanh bốn phía, tay phải nắm chặt chuôi kiếm. Trưởng lão chấp kiếm vừa bị rắn lôi viêm kiềm chế thì mọi người gặp phải mai phục, có chuyện trùng hợp vậy sao? Khó mà tin được đó chỉ là trùng hợp. Nhưng nếu không phải thì, quả thật khiến người ta cảm thấy run sợ. Hiển nhiên, kẻ thù ác sau màn đã nắm rõ lộ trình của Lăng Tiêu kiếm các trong lòng bàn tay. Bầy mưu tính kế tỉ mỉ như vậy là muốn nhắm vào ai? Lâm Nhất cảm thấy rất nghi hoặc. Vèo vèo vèo. Nhưng không đợi hắn kịp nghĩ ngợi, bỗng nhiên, giữa không trung xuất hiện hàng loạt tia sáng lạnh bắn thẳng tới. Ánh sáng âm u lóe lên khiến lòng người bàng hoàng. Là đạn ngân quang, tản ra. Đạn ngân quang tương đương với ám khí huyền hỏa nha mà chỉ có hỗn nguyên môn mới có điều uy lực của nó mạnh hơn gấp bội lần và giá trị cũng cực kỳ đắt đỏ. Một viên đạn ngân quang có giá 3.000 linh ngọc nhị phẩm, hơn nữa có tiền cũng chưa chắc mua được, cần phải vận dụng thủ đoạn cao minh mới có thể có được. Chương 1196 bốn tên vây công hắn quả thật rất cực khổ. Lạc Phong trưởng lão lập tức hét lên, nhưng vẫn muộn, bởi vì tốc độ rơi xuống của đạn ngân quang quá nhanh. Một khi nó phát nổ thì uy lực không hề thua kém so với dư chấn tạo thành khi trưởng lão chấp kiếm và rắn lôi viêm giao thủ. Ầm, ầm, ầm. Cùng với một đợt sóng khí xung thiên, tia chớp bạc uốn lượn giữa không trung như rắn độc, đội hình của Lăng Tiêu kiếm các bị nổ tan tác, trong ánh sáng bạc chói mắt, có không ít người bị nổ chết, càng có người bị thương và tàn phế. Lâm Nhất trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, lần này đại khái có khoảng 50 viên đạn ngân quang, tương đương 20 vạn linh ngọc nhị phẩm. Có người chấp nhận tổn thất lớn như thế chỉ để đối phó với Lăng Tiêu kiếm các thôi ư? Nhìn các sư huynh đệ đồng môn chết thảm, Lâm Nhất cảm giác tim mình như rỉ máu. Rốt cuộc là ai? Giết! Sau vụ nổ kinh thiên động địa, rất nhiều tên áo đen hung hãn nhảy xuống từ những ngọn cây cổ thụ xung quanh. Tên có tu vi thấp nhất cũng là cảnh giới huyền võ tầng 8, tất cả đều là tinh nhuệ, trong số đó có không ít tên đạt đến cảnh giới tử phủ. Rốt cuộc các ngươi là ai? Ngay cả Lăng Tiêu kiếm các mà cũng dám chọc vào, Lạc Phong trưởng lão gào lên. Nhưng không ai đáp lại ông ta, ba tên áo đen bao vây và áp chế Lạc Phong gắt gao. Những tên áo đen còn lại thì thẳng tay chém giết các đệ tử kiếm các vẫn chưa kịp hoàn hồn. Bọn họ không lên tiếng và cũng bất kể mục tiêu. Muốn chết. Một tên áo đen vọt về phía Lâm Nhất, hắn hử lạnh một tiếng, rồi trở tay đâm ra một kiếm. Phập. Máu tươi bắn ra, người nọ còn chưa kịp đến gần thì đã chết thảm dưới kiếm của Lâm Nhất. Vèo vèo vèo. Nhưng đám người áo đen này lại chẳng chút kinh hoàng, không bao lâu sau, có bốn tên áo đen tu vi huyền võ tầng 10 tiếp cận Lâm Nhất. Bọn họ không có ý định đối chiến trực tiếp với Lâm Nhất, mà vây xung quanh hòng kiềm chân hắn. Từng đợt kiếm thế thủy nguyệt từ trên người Lâm Nhất bộc phát, trong tình thế hung hiểm, kiếm trong tay hắn lại bình tĩnh đến lạ thường. Bốn tên vây công hắn quả thật rất cực khổ. Chẳng mấy chốc, trên người bọn họ đã có vô số vết thương, đau đớn khó nhịn. Tuy nhiên, bọn họ vẫn cố gắng chống đỡ, chỉ cuốn lấy Lâm Nhất chứ không liều mạng với hắn. Dù gì thì bốn tên này cũng là cao thủ tu vi huyền võ tầng 10, trong tình huống không liều mạng thì trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Nhất không có cách nào xử lý bọn họ.
ánh mắt hắn lóe lên tia tức giận, trong cơn giận dữ, nhiều lần hắn suýt tế ra chiến kỳ xích diễm. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa đi đến bước đường cùng, không cần phải sử dụng đến át chủ bài. Chương 1197 sẽ chết ư. Ngu ngốc, sao còn chưa động thủ, ngươi định đợi đến khi nào? Một tên áo đen đang vây công Lạc Phong đột nhiên giống lên, giọng hắn ta lộ rõ sự phẫn nộ và gấp rút. Lạc Phong chợt có cảm giác không đúng, nhưng ngay khi ông ta phân tâm thì đã có mấy nhát kiếm chém tới, khiến ông ta trở nên luống cuống. Đằng xa, trên một trà cây cổ thụ chọc trời, một tên áo đen cầm trong tay một món bí bảo trông như ống đồng. Xuyên qua tầng tầng lá cây, ánh mắt của hắn ta tập trung vào Hân Tuyệt đang hăng say chiến đấu. Trong mắt tên áo đen lóe lên tia sáng lạnh, hắn ta biết chỉ cần mình kích hoạt món bí bảo trong tay thì mục tiêu ám sát lần này sẽ chết thảm ngay tại chỗ. Bởi vì món đồ trong tay hắn có thể phát huy uy lực vượt xa bảo khí hạ phẩm, tuy nhiên, thứ này chỉ có thể sử dụng một lần. Sau khi sử dụng, nó sẽ bị nổ tung. Một khi kích hoạt, từ tử phủ trở xuống chắc chắn sẽ chết, không hề có ngoại lệ. Theo như kế hoạch, hắn ta nên sớm ra tay, nhưng tên áo đen vẫn mãi chần chừ, chưa chịu kích hoạt. Bởi vì trong trận hỗn chiến kia còn có một kẻ khác tồn tại. Tên áo đen quay sang nhìn Lâm Nhất đang bị bốn người kéo chân, lửa giận vô biên và sự thù hận bỗng chốc trào dâng trong lòng hắn ta, không cách nào khống chế được. Sát ý trong mắt hắn ta không ngừng tích tụ. Trong lúc vô thức, ống đồng trong tay tên áo đen đã hướng về phía Lâm Nhất, lẳng lặng khóa chặt mục tiêu. Một khi kích hoạt bí bảo thì chỉ có thể giết chết một người, đảm bảo cảnh giới dưới tử phủ chắc chắn sẽ chết, dù là bán bộ tử phủ thì cũng không thoát được. Mục tiêu nhiệm vụ lần này là Hân Tuyệt, sau khi giết y, bọn họ sẽ nhanh chóng rút lui. Tên áo đen hiểu rất rõ điều này. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn ta lại nhắm bí bảo về phía Lâm Nhất, và sau đó, hắn ta không cách nào không chế được sát ý đối với gã thiếu niên kia. Chết đi! Sau khi được rót vào chân nguyên, ống đồng hệt như trụ kinh luân tỏa ra ánh sáng nhạt, bắt đầu xoay tròn. Huyết quang lập lòe, một đóa hoa màu bạc nở rộ giữa không trung, sau đó hóa thành một cây ngân châm vô cùng mảnh, lóe lên rồi lẳng lặng biến mất. Cách đó hơn ngàn mét, Lâm Nhất đang bị bốn người áo đen quấn lấy bỗng nhiên có cảm giác ớn lạnh. Với kiếm ý bán bộ tiên thiên cực kỳ nhạy bén, hắn cảm nhận được mối nguy trước nay chưa từng có, khiến cơ thể hắn bất giác run lên. Sợ hãi như thủy triều sộc thẳng vào tim, khiến trái tim không ngừng đập loạn. Sẽ chết ư? Thoáng chốc, Lâm Nhất có cảm giác ngạt thở, tim đập nhanh đến mức khiến hắn rơi vào khủng hoảng. Ở thời khắc chỉ mảnh treo chuông, giữa không trung đột nhiên vang lên tiếng sấm rền, ngay sau đó, một luồng điện quang bắn thẳng tới. Keng! Chương 1198 là hắn ta. Là Hân Tuyệt, ngay thời điểm nguy cấp, y đã chắn trước mặt Lâm Nhất. Kiếm của y xẹt qua như điện, trong ánh sáng chói mắt, một cây ngân châm bị y đánh bay ra ngoài, phát ra một âm thanh trong trẻo. Chết! Bảo binh trong tay lập tức phát ra âm thanh điện xẹt, Hân Tuyệt tung người nhảy lên, thân pháp linh hoạt như chim yến, kiếm trong tay như rồng uốn lượn. Phập! Bốn tên áo đen quấn chân Lâm Nhất đều chết dưới thanh bảo binh thượng cổ kia, từng giọt máu men theo thân kiếm không ngừng lóe sáng tí tách chảy xuống. Lâm Nhất dạo một vòng qua quỷ môn quan, giờ phút này, hắn bần thần quỳ một chân xuống, còn chưa kịp hoàn hồn, sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi, trong một khoảnh khắc, hắn cảm nhận được nguy hiểm trước nay chưa từng có, nỗi sợ kinh hoàng đó không cách nào kháng cự được. Đồng thời, hắn cũng không ngăn được những phản ứng của thân thể ở thời khắc đối mặt với cái chết. Lâm Nhất rót chân nguyên vào mắt, dõi mắt nhìn về phương xa theo hướng ngân châm bay đến. Ánh mắt hắn xuyên qua tán lá rậm rạp, đối diện với đôi mắt của kẻ đang ẩn nấp trên trạc cây. Lúc này, đôi mắt kia tràn đầy kinh ngạc cùng không dám tin. Là hắn ta. Đôi mắt của người nọ quá quen thuộc với Lâm Nhất, dù có che giấu cách nào thì hắn cũng không bao giờ nhận nhầm được. Bởi vì từ lúc mới nhập tông, hắn và kẻ đó đã có mối liên hệ, đó là người không ít lần dồn hắn vào chỗ chết. Con cháu dòng chính của tông tộc Vương Thị Vương Diễm. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, tiểu sư đệ nên cẩn thận một chút, Hân Tuyệt nhắm hai mắt, nở một nụ cười sau đó duỗi tay ra.
Lâm Nhất nắm lấy tay y, mượn lực đứng dậy. Lúc này, sắc mặt hắn đã dần khôi phục lại như thường. Hắn có hơi ngơ ngác, cứ có cảm giác là lạ, nhưng tạm thời lại không nghĩ ra. Thịch thịch thịch. Giữa không trung, một thanh đoản đao lao đến với tốc độ xé gió, hung hăng hướng về phía Hân Tuyệt. Là ba gã áo đen đang vây công Lạc Phong, thấy Hân Tuyệt đánh bay ngân châm, cuối cùng, bọn họ cũng không giữ bình tĩnh được nữa, lập tức vây giết y. Không chỉ ba người họ, đám người áo đen đang giao chiến với các trưởng lão và đệ tử cũng từ bỏ mục tiêu, đồng loạt xông về phía Hân Tuyệt. Vèo. Tiếng rít gào liên tục vang lên, sát ý từ bốn phương tám hướng như cuồng phong đánh úp lại. Sư huynh, đám người này đến là vì huynh, Lâm Nhất cảm thấy rất ngạc nhiên và khiếp sợ. Rốt cuộc thì đám người áo đen này cũng để lộ ý đồ của mình. Xem ra có kẻ nào đó không muốn ta xuất hiện ở Long Môn tranh tài, nhưng nói gì thì nói tiểu sự đệ, người cũng sẽ xuất hiện ở Long Môn tranh tài đúng không? Hân Tuyệt lơ đỉnh hỏi Lâm Nhất, dường như đã sớm có quyết định. Đương nhiên, ta nhất định sẽ liều một lần trong Long Môn tranh tài, Lâm Nhất không do dự đáp. Hân Tuyệt mỉm cười không đáp, chỉ đưa mắt nhìn bảo kiếm trong tay mình. Chương 1199 Kiếm ý tiên thiên. Đây là bảo kiếm mà Lâm Nhất đưa cho y, một món bảo binh thượng cổ được khắc hoa văn dày đặc, tỏa ra khí lạnh bức người. Kiếm phát ra âm thanh trong trẻo, thân sáng như tuyết, lưỡi như xương thu, có thể dễ dàng cắt đứt một sợi tóc, gọt đồng băm sắt, chém kim cắt ngọc, kiếm này như mỹ nhân yêu kiều, khiến người say mê khó bỏ. Sư huynh, bọn chúng đã đến. Lâm Nhất vỗ nhẹ lên túi trữ vật, chiến kỳ xích diễm lập tức xuất hiện trong tay hắn với hình thái cận chiến dữ tợn. Chia ra đi, đã có thanh kiếm đệ tặng, đám người này sẽ không làm gì được ta. Hân Tuyệt rời mắt khỏi kiếm, sắc mặt y thoáng trở nên lạnh lùng, kiếm ý toàn thân không ngừng bộc phát. Kiếm ý mênh mông từ trên người y sộc thẳng lên trời, đến khi ngưng tụ đến đỉnh phong, dường trong cơ thể y phát ra tiếng kiếm ngân. Ngay sau đó, lại có thêm một tiếng kiếm ngân to rõ hơn, thanh kiếm trong tay y phát ra hào quang chói lóa, không ngừng run lên. Dưới luồng áp lực của kiếm ý, Lâm Nhất vô thức lui về sau, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc. Kiếm ý tiên thiên. Vừa rồi, trong một khoảnh khắc, sư huynh Hân Tuyệt đã đột phá trong hiểm cảnh, thúc đẩy kiếm ý chạm đến cảnh giới tiên thiên. Không chỉ như thế, thậm chí huynh ấy còn được bảo binh thượng cổ thừa nhận, việc này thật khó mà tin được. Không lên tiếng thì thôi, vừa lộ diện lập tức kinh thiên động địa. Lâm Nhất thầm kinh ngạc. Vốn dĩ hắn nên mừng cho sư huynh, nhưng trong mắt hắn lại lóe lên tia nghi hoặc. Không chỉ có hắn, các thành viên của kiếm các đang phân tán khắp nơi cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Kiếm trong tay bọn họ bị luồng kiếm ý kia chấn nhiếp, không cách nào khống chế được. Kiếm ý tiên thiên. Sau một hồi kinh ngạc, trong mắt Lạc Phong trưởng lão lóe lên tia mừng rỡ, thật sự là kiếm ý tiên thiên, so với kiếm ý bán bộ tiên thiên của Lâm Nhất còn mạnh hơn. Như thế, trong trận Long Môn tranh tài cuối năm nay, thử hỏi còn có ai có thể ngăn cản Hân Tuyệt. Như thế mới xứng được với ngươi à, ta đúng là vô dụng. Hân Tuyệt nở một nụ cười tự giễu, cùng với kiếm thế đáng sợ, y đột nhiên tung người nhảy lên, đón đầu mấy tên áo đen đang xông đến. Sấm rền tứ phương. Ầm ầm ầm. Một luồng kiếm quang như điện bắn ra, cùng với đó là bốn tiếng nổ mạnh giữa không trung, huyết quang tứ tán. Năm tên áo đen bị kiếm quang giết chết ngay tại chỗ. Dưới sự phụ trợ của kiếm ý tiên thiên, bảo binh thượng cổ trong tay y đã bày ra sự khủng bố hoàn mỹ nhất của nó. Giết! Hân Tuyệt không tiến không lùi, mà cầm kiếm nhảy vào giữa đám người áo đen. Rầm rầm rầm! Thân hình y thoát ẩn thoát hiện, điện quang xuất hiện bốn phía, mỗi một lần sấm nổ đi đùng là sẽ có máu tươi bắn ra, đầu người rơi xuống đất. Áo nghĩa của kinh lôi kiếm pháp được phát huy vô cùng tinh tế trong tay y, thậm chí đã vượt qua phẩm cấp tự thân của kiếm pháp. Chương 1200 đám người này đều là tử sĩ. Có lẽ là kinh lôi kiếm pháp quá kinh khủng, cũng có lẽ là uy lực của bảo binh thượng cổ dưới sự phụ trợ của kiếm ý tiên thiên quá mạnh mẽ, hoặc cũng có lẽ là cả hai, cho nên đám người áo đen kia không cách nào bắt được Hân Tuyệt, mãi vẫn không tìm được cơ hội vây công y. Trái lại, phía bọn họ liên tục có người chết dưới kiếm của y. Cục diện hiện tại vô cùng quái đản. Ông! Trên bầu trời đột nhiên vang tiếng nổ mạnh,
một luồng kiếm ý mênh mông ập đến. Luồng kiếm ý kia khiến cho trời đất bắt đầu chấn động. Kế đó, một luồng kiếm quang từ xa mà đến, từ trên trời bổ thẳng xuống. Rầm rầm rầm. Khi kiếm quang rơi xuống đất, nó bùng nổ thành tầng tầng kiếm ảnh, kiếm khí quét ngang qua, mang theo khí thế đánh đâu thắng đó, không gì sánh nổi. Hơn 10 tên áo đen dẫn đầu bị đánh trọng thương. Kiếm Tiêu Vân. Người áo đen cầm đầu nhìn thân kiếm rung trên mặt đất, trong mắt lộ vẻ hối hận, trầm giọng bảo, rút lui. Người áo đen lập tức rút đi như thủy triều, tất cả thành viên kiếm các đều rất phẫn nộ, vừa định đuổi theo. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Lạc Phong trưởng lão trầm giọng quát để ngăn cản mọi người. Soạt. Trưởng lão chấp kiếm bị thương khắp cả người, từ trên không trung hạ xuống, có lẽ đã miễn cưỡng đánh lùi rắn lôi viêm. Xem thân phận của nhóm người này là gì, ông ấy sầm mặt, lạnh giọng bảo. Lạc Phong vội vàng ra lệnh cho đệ tử tháo mặt nạ của những người này ra, nhưng sau khi tháo ra là những khuôn mặt chằng chịt vết sẹo, thoạt nhìn là vết sẹo mới, cố ý để lại trước khi ra tay. Nhóm người kiếm các hít vào một hơi, đám người này thật tàn nhẫn. Vẫn chưa xong, thi thể của những người áo đen đột nhiên bốc cháy. Trong nháy mắt, trước mặt mọi người chỉ còn lại một đống tro tàn. Đốt thi hoàn, đám người này đều là tử sĩ. Cảnh tượng đáng sợ như vậy khiến Lạc Phong trưởng lão không kìm được hét lên. Có thể đào tạo nhiều tử sĩ như vậy, đế quốc Đại Tần không có bao nhiêu thế lực có thể làm được, đám người này kiểu gì cũng sẽ để lộ hiểm nghi. Không để lại một chứng cứ nào, hiển nhiên kẻ đứng sau đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ, vẻ mặt của trưởng lão chấp kiếm hơi khó coi. Nếu vậy, dù biết là do ai làm, e rằng họ cũng không thể công khai báo thù. Đệ tử kiếm các bàn tán sôi nổi, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ai cũng cảm thấy kinh hãi. Nghỉ ngơi một lát rồi nhanh chóng lên đường, ta đã báo tin với bản tông kiếm các, phái người chi viện cho chúng ta. Chương 1201 đại ca, trên trán huynh có vết bẩn kìa. Trưởng lão chấp kiếm nhìn xung quanh, trầm giọng ra lệnh. Đường Thông, Hân Tuyệt, Hân Nghiên, Lâm Nhất và các đệ tử kiếm các tập hợp, ngồi dựa vào cây cổ thụ nghỉ ngơi. Chuyến đi lần này thật nhiều sóng gió. Vương Tranh thở dài, sơn mạch tịch diệt vốn tiềm tàng vô vàn nguy hiểm, không ngờ nguy hiểm nhất luôn là đồng loại của mình. Hắn ta nói ra tiếng lòng của mọi người, lúc này họ chỉ muốn trở lại tông môn càng sớm càng tốt. Nhưng chắc chắn đám người này không ngờ trong tình thế cùng đường có thể giúp người ta đột phá dễ hơn, Hân Tuyệt sư huynh nắm giữ kiếm ý tiên thiên, Bát công tử nhất định sẽ có sự thay đổi về người. Đường Thông cười nói, mấy người khác cũng cười theo, lên tiếng chúc mừng. Hiện nay đế quốc Đại Tần vẫn chưa có ai nắm giữ kiếm ý tiên thiên, ít nhất ngoài mặt là vậy. Lâm Nhất nắm giữ kiếm ý bán bộ tiên thiên đã mạnh như vậy, Hân Tuyệt nắm giữ kiếm ý tiên thiên hoàn chỉnh, không ai biết y sẽ đáng sợ đến mức nào. Y nhất định sẽ tỏa sáng trong Long Môn cuối năm nay. Nghĩ vậy, tâm trạng mọi người đều trở nên hưng phấn. Hân Tuyệt mỉm cười, không đáp lại, chỉ bình tĩnh nhìn mọi người. Đại ca, trên trán huynh có vết bẩn kìa. Hân Nghiên nhìn Hân Tuyệt, cười bảo. Muội lau giúp ta đi. Hân Tuyệt cười. Từng này tuổi đầu mà còn đòi muội giúp, huynh không thấy ngượng à? Thôi được, một lần thôi đấy, huynh đừng nhúc nhích. Hân Nghiên nói đùa, lấy khăn tay lau giúp, hì hì, sạch rồi nhé. Cô cười tươi như hoa, nhưng khi nhìn vào chiếc khăn tay, mặt cô lập tức biến sắc. Thứ bị lau đi không phải vết bẩn mà là máu, tuy nó rất mờ, nhưng lại vô cùng nổi bật trên chiếc khăn tay trắng tinh. Lúc đầu cô tưởng là máu của người khác, nhưng khi ngẩng đầu lên, trên ấn đường Hân Tuyệt lại có vết máu. Cô vội vàng lau đi lau lại, nhưng dù thế nào vẫn không thể lau sạch. Hành động khác thường này lập tức khiến những người khác biến sắc. Lâm Nhất đang nhắm mắt nghỉ ngơi mở mắt ra, trong lòng nghĩ đến một khả năng nào đó, sắc mặt chợt thay đổi. Đừng lau nữa. Hân Tuyệt giữ chặt tay Hân Nghiên, cười dịu dàng, nếu máu cứ muốn chảy hết thì cứ mặc nó đi, làm bẩn khăn tay của muội thì không tốt lắm. Đại ca, đừng làm muội sợ. Giọng Hân Nghiên run rẩy, vẻ mặt trở nên hoảng hốt. Đám người Lâm Nhất đứng dậy đi qua. Chỉ thấy mặt mũi Hàn Tuyệt trắng bệch như tuyết,
một giọt máu từ ấn đường chảy xuống dọc theo sống mũi, máu loang ra như những đóa mai đỏ trên cánh đồng tuyết trắng, thê lương và đẹp như tranh vẽ. Mặc dù tuyết rất lạnh, nhưng đóa mai đã kia vẫn kiên cường nở rộ. Chương 1202 đại ca, huynh đừng làm muội sợ. Bỗng nhiên, sự sống của Hân Tuyệt dần biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường ngay trước mặt mọi người. Máu liên tục chảy ra từ ấn đường, chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ một nửa khuôn mặt anh tuấn tái nhợt kia. Đại ca, huynh đừng làm muội sợ. Hân Nghiên khóc đỏ cả mắt, giọng nói run rẩy, điên cuồng lau máu trên mặt Hân Tuyệt. Nhưng dù có lau thế nào đi nữa cũng không thể lau sạch, máu như hoa, không ngừng lụi tàn. Lòng Lâm Nhất chợt trở nên trống rỗng, nỗi cay đắng khôn xiết nghẹn ở cổ họng khiến hắn ngạt thở, bất lực. Đôi mắt bình tĩnh, luôn ẩn chứa sự sắc bén như đá quý ngày nào, giờ đây chỉ còn lại ảm đạm và vô thần. Vù! Trưởng lão chấp kiếm và Lạc Phong trưởng lão nghe tiếng động lại gần, vừa nhìn thấy cảnh này thì biến sắc. Đây! Giọng Lạc Phong run rẩy, không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt mình. Một khắc trước, ông ta còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng khi Hân Tuyệt nắm giữ kiếm ý tiên thiên, ngay sau đó lại nhìn thấy cảnh đối phương hơi thở mỏng manh, sự sống dần tan biến. Ông ta hoàn toàn không thể chấp nhận được, mối quan hệ giữa ông ta với Hân Tuyệt còn hơn cả trưởng lão và đệ tử, trong đó còn có rất nhiều nguyên nhân sâu xa. Nhớ lại lời dặn mà ông ta đã hứa với phụ thân Hân Tuyệt, mắt Lạc Phong lập tức trở nên ươn ướt. Trưởng lão chấp kiếm, xin hãy cứu đại ca của ta với. Nhìn thấy trưởng lão chấp kiếm, trong mắt Hân Nghiên dấy lên hy vọng, cô liên tục cầu xin. Nhưng trưởng lão chấp kiếm lại tỏ ra khó xử, bàn tay rời khỏi mạch đập của Hân Tuyệt, lắc đầu với vẻ bất lực. Hu hu hu, sao có thể? Sao có thể như vậy được? Hân Nghiên khóc nức nở, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ giàn giụa nước mắt làm người ta đau lòng, trông cô như một đóa hoa tươi giữa rừng mưa nhiệt đới. Hân Tuyệt vốn coi nhẹ sinh tử, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của Hân Nghiên liền quýnh lên. Y giãy giụa đứng lên, muốn ôm muội muội của mình vào lòng như mọi khi. Dạ Hân Nghiên, muội đừng khóc. Nhưng y vừa ngồi dậy đã vô lực ngã xuống. Sư huynh, đại ca. Mọi người lập tức hoảng sợ, vội vàng xúm lại đỡ Hân Tuyệt dậy. Nhưng y đã nhắm hai mắt lại, cánh tay quơ nhẹ giữa không trung như thể đang tìm kiếm người nào đó. Đại ca, muội ở đây này. Hân Nghiên đau lòng nắm chặt bàn tay này, sau đó áp vào mặt mình. Cảm nhận được nhiệt độ trên mặt Hân Nghiên, trên khuôn mặt trắng bệch của Hàn Tuyệt xuất hiện ý cười, sự sống hoàn toàn biến mất. Đại ca, chương 1203 sau 7 ngày có còn hy vọng nữa không? Hân Nghiên khóc òa lên như tan nát cõi lòng, nhưng dù cô có khóc thế nào đi nữa, Hân Tuyệt cũng không thể trả lời cô. Phụt. Trong lúc bi thương tột cùng, khí huyết Hân Tuyệt hỗn loạn, tâm bệnh tích tụ, y hộc ra một búng máu rồi ngất xỉu. Vẫn còn hy vọng, vẫn còn hy vọng. Lâm Nhất luống cuống, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nét mặt thay đổi, hắn đi tới bế Hân Tuyệt lên. Hành động này khiến mọi người kinh hãi. Tiểu Hồng. Trong lúc nghi hoặc, Lâm Nhất hét lên, giọng hắn vang dội bốn phía, trong giọng nói ẩn chứa sự bị thương và lo sợ tột độ. Lộc cộc. Một bóng dáng đỏ như máu từ trong rừng lao ra như tia chớp, ngựa huyết long phi nhanh tới. Lâm Nhất không hề nghĩ nhiều, bế Hân Tuyệt nhảy lên ngựa, lao nhanh giữa núi rừng. Trong làn bụi mù mịt, chẳng mấy chốc hắn đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Lâm Nhất định làm gì vậy? Vẻ lo lắng thoáng qua trong mắt Lạc Phong trưởng lão, ông ta lo rằng Lâm Nhất sẽ làm việc ngốc. Kệ hắn đi, có lẽ hắn thật sự có cách giải quyết. Trưởng lão chấp kiếm đau xót, bất lực nói. Trên cương vị là trưởng lão chấp kiếm, ông ấy không thể giao việc bảo vệ Hân Tuyệt và Lâm Nhất cho người khác, ông chắc chắn phải chịu trách nhiệm về cái chết của Hân Tuyệt. Không ai có thể tưởng tượng được nỗi đau và sự tự trách bản thân sâu trong lòng ông ấy. Hắn đi đâu thế? Ngoại trừ rừng táng kiếm, còn nơi nào có thể chữa trị cho Hân Tuyệt? Về phần Hân Nghiên, không được để con bé xảy ra chuyện, có biết không? Rừng táng kiếm. Hai mắt Lạc Phong trưởng lão tỏa sáng, nếu Lâm Nhất thật sự có thể đến được rừng táng kiếm thì có lẽ vẫn còn chút hy vọng. Nhưng dù với tốc độ siêu nhanh của ngựa huyết long,
lần này đến rừng táng kiếm cũng phải mất ít nhất 7 ngày. Sau 7 ngày có còn hy vọng nữa không? Tiểu Hồng, nhanh lên, nhanh hơn nữa. Ngựa huyết long phi nước đại trong sơn mạch tịch diệt, nó đã nâng tốc độ của mình lên đến mức cao nhất. Nó chạy như bay trên đất bằng, hóa thành u linh, bốn vó cháy rực. Mặc dù ngày thường nó không nghiêm túc, nhưng ở bên Lâm Nhất đã lâu, tuy không đến nỗi thần giao cách cảm nhưng ít nhất cũng có thể cảm nhận được cảm xúc của Lâm Nhất. Cảm xúc của Lâm Nhất lúc này là thứ mà nó chưa bao giờ gặp, nỗi bi thương và hối hận ấy khiến nó phải cố hết sức chạy. Ầm ầm. Chương 1204 vẫn chưa xong. Mặt đất rung nhẹ dưới vó ngựa mạnh mẽ của ngựa huyết long, nó đâm vào hàng cây cổ thụ chọc trời, chỉ ước có thể đâm gãy tất cả mọi thứ trước mặt nó. Nhanh lên, nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Ngựa huyết long thầm hét lên trong lòng, lần đầu hận mình tại sao không thể chạy nhanh hơn. Nó cứ phi nước đại, thấm thoát đã qua 4 ngày 4 đêm, không ngủ không nghỉ. Mắt Lâm Nhất hõm sâu, khi Hoàng Thành Đế Đô xuất hiện trong tầm mắt, một tia sáng chợt lóe qua trong mắt hắn. Xông tới. Ngựa huyết long không để ý tới thủ vệ cửa thành, hóa thành một luồng khói xanh điên cuồng lao đi. Đến khi thủ vệ cửa thành phản ứng lại, nó đã biến mất khỏi tầm mắt họ, lao về phía một khu hồ yên tĩnh ở ngoại thành. Sắp đến rồi Tiểu Hồng, phiền ngươi nhanh thêm chút nữa. Hai mắt Lâm Nhất đỏ ngầu, giọng đã khàn nhưng hắn không hề quan tâm, hắn chỉ cảm thấy Hân Tuyệt sau lưng mình đang dần lạnh băng. Nỗi đau và lo lắng nằm sâu trong lòng lại nặng nề hơn. Trên đường đi, hắn đã thúc giục ngựa huyết long không biết bao nhiêu lần, giọng đã khàn đến mức sắp không nói nên lời. Chuyến đi vốn phải kéo dài 7 ngày cứ thế chỉ mất 4 ngày đã đến nơi. Nhìn mặt hồ mịt mù hơi nước trước mặt mình, Tiểu Hồng hí lên, cắn chặt răng xông qua. Thình thịch. Một phần huyết mạch chân long sâu trong cơ thể nó hoàn toàn bốc cháy, nó phi như điên trên mặt hồ. Tiếng động lớn thế này đương nhiên đã sớm làm kinh động đến chủ nhân nơi này, trận pháp được bố trí sẵn trên mặt hồ biến mất. Ngựa huyết long vừa đi không xa, hơi nước mịt mờ trên mặt hồ lập tức biến mất. Một ông lão mặc áo tơi đứng bên bờ hồ, cau mày nhìn một người một ngựa. Thập tam gia, xin hãy giúp ta cứu một người. Lâm Nhất nhảy xuống ngựa, quỳ gối dập mạnh đầu xuống đất. Đứng dậy rồi nói. Thập tam gia phất tay, sau đó đặt Hân Tuyệt lên bệ đá, khi nhìn cơ thể lạnh buốt của Hân Tuyệt, một tia khác thường lóe qua trong mắt ông ta. Ông ta không nói lời nào, yên lặng đi qua đặt tay lên ấn đường Hân Tuyệt. Phù. Ngay sau đó, một cây ngân châm dài bằng bàn tay bắn ra, lắc lư rơi xuống đất. Nhìn thấy cây ngân châm dài này, trong mắt thập tam gia thoáng hiện sát khí. Vẫn chưa xong. Thập tam gia trở tay phất lên, những bộ phận khác trên cơ thể Hân Tuyệt đồng loạt xuất hiện ngân châm. Cộng thêm cây ngân châm dưới đất, đếm kỹ lại vừa đủ 8 cây. Nét mặt Lâm Nhất thay đổi, trong đôi mắt chẳng chỉ tơ máu phóng ra sát khí vô tận. Dương Diễm. Những cây ngân châm này vốn nên bắn vào ngươi, nhưng lại bị Hân Tuyệt sư huynh cản. Chương 1205 không thể cứu ư. Nhìn những cây ngân châm rải rác dưới đất, tim Lâm Nhất như đang rỉ máu, rất khó tưởng tượng khi chúng những cây ngân châm này, Hân Tuyệt sư huynh đã phải chịu đựng nỗi đau nhường nào. Đây là gì? Lâm Nhất kìm nén cơn giận trong lòng, đi tới định nhặt ngân châm lên. Đừng chạm vào nó. Thập tam gia xoay người lại quát. Đây là ngân châm huyết vũ ngân hoa, một loại ám khí độc địa có kịch độc, bí bảo do Thiên Cơ Môn chế tạo. Trước đây, Thiên Cơ Môn am hiểu chế tạo con rối cơ quan, ám khí và độc dược, có thể gọi là tông môn thống trị thiên hạ đứng đầu tà đạo. Cả hai đạo chính tà đều sợ họ, vừa nghe tên liền biến sắc, sau này đã bị mọi người liên minh tiêu diệt. Thập tam gia trầm ngâm giải thích, nhưng vẫn còn một số ám khí độc bị người khác bí mật giữ lại, nhưng rất khó để có được ám khí của Thiên Cơ Môn. Không nói đến đế quốc Đại Tần, ngay cả cổ vực Nam Hoa cũng rất ít xuất hiện ám khí của Thiên Cơ Môn. Lâm Nhất sửng sốt, kẻ đứng sau chuyện này bỏ vốn thật lớn. Nhưng lúc này hắn quan tâm chuyện khác hơn, có thể cứu được sư huynh không ạ? Thập tam gia lắc đầu, nét mặt ảm đạm, độc của ngân châm huyết phú ngân hoa chuyên nhằm vào võ giả cảnh giới huyền võ, chân nguyên của cảnh giới tử phủ đã có thay đổi về chất, không sợ loại độc này. Nhưng nếu cảnh giới huyền võ trúng độc này chắc chắn sẽ chết,
độc tố sẽ ngấm vào máu, chảy qua lục phủ ngũ tạng, có thể lấy mạng một người trong tích tắc. Có câu ông ta không nói, nếu như đến sớm hơn 3 ngày, có lẽ với thực lực của ông ta sẽ có thể tống chất độc ra ngoài. Nhưng nhìn đôi mắt hõm sâu, hai gò má gầy guộc, không cần đoán cũng biết mấy ngày nay hắn đã đến đây bằng cách nào. Có lẽ thậm chí không thể miêu tả bằng cụm một ngày như một năm, đau khổ tột cùng. Không thể cứu ư. Tia hy vọng cuối cùng tan biến, đôi mắt Lâm Nhất lập tức không còn ánh sáng. Trong phút chốc, trái tim hắn như trở nên trống rỗng. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau và sự bất lực của hắn lúc này. Nếu như có thể, hắn sẽ tự nguyện chết thay. Nhìn Hân Tuyệt sư huynh nằm trên bệ đá, trong đầu Lâm Nhất nhớ lại rất nhiều chuyện đã qua. Nhớ lúc hắn mới vào Lăng Tiêu kiếm các, sau khi cửu tinh tranh bá kết thúc, sư huynh ra tay cứu hắn, đánh lùi Vương Diễm. Trong rừng già huyết cốt, hắn gặp sư huynh, y xuất hiện cùng tứ công tử. Tuy không mang danh công tử, nhưng phong thái của y không hề thua kém những vị công tử này. Y là đại ca của Hân Nghiên và cũng là sư huynh của hắn, đã nhiều lần ra tay cứu giúp hắn. Hình ảnh thay đổi, hắn lại nghĩ đến Hân Nghiên tỷ, nghĩ đến tiếng khóc tuyệt vọng và bất lực của tỷ ấy, tim chợt đau nhói. Thời gian trôi qua. Lâm Nhất ngồi bất động bên bệ đá, không ngủ, không nghỉ, không ăn, không uống một giọt nước. 10 ngày sau, Thập Tam gia bước ra khỏi nhà trúc, Hân Tuyệt vẫn nằm yên lặng trên bệ đá, nhưng bên cạnh đã không còn ai. Chương 1206 ông ta lặng lẽ dõi theo tất cả mọi thứ. Nét mặt Thập Tam gia khẽ thay đổi, ông ta nhìn qua, thấy bóng lưng Lâm Nhất bên hồ mới thở phào nhẹ nhõm. Ông ta chậm rãi bước qua. Thập Tam gia, ông nói xem, tại sao trên đời này lúc nào người tốt cũng không sống được lâu nhỉ? Không đợi Thập Tam gia trả lời, Lâm Nhất nhìn hồ nước lạnh mù sương, lẩm bẩm, ta đã suy nghĩ về câu hỏi này suốt 10 ngày qua. Và ta đã hiểu, thật ra câu hỏi này không có câu trả lời. Ta không cần suy nghĩ, hơn nữa không nên ngồi không ở đây, ta chỉ cần làm theo lòng mình là được. Nhưng như ngươi đã nói, chuyện này không có chứng cứ, dù đoán được là ai thì Lăng Tiêu kiếm các cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng sẽ không đứng về phía ngươi. Thập Tam gia tiếp lời. Vậy nên, đã đến lúc ta phải đi rồi. Lâm Nhất xoay người, vẻ mặt bình tĩnh. Chẳng qua trong sự bình tĩnh này có ý lạnh khiến người ta run sợ. Ở cõi thế tục hồng trần có quá nhiều ràng buộc và quy tắc, tuổi càng lớn sẽ suy nghĩ càng nhiều sẽ càng không dám manh động. Ngồi ở vị trí cao, sợ rút dây động rừng, không thể nói rõ đúng sai, không thể nói rõ đạo lý. Nhưng người đã chết, dù thế nào cũng cần phải có người chịu trách nhiệm, cũng không cần nghĩ quá nhiều. Thừa khi khuôn mặt ta chưa già, nhiệt huyết tuổi trẻ vẫn còn đó, cứ mặc kệ thế tục hồng trần, chỉ hỏi kiếm trong tay mình. Gió mang theo hơi lạnh từ trong hồ thổi tới, phất bay những sợi tóc bạc trên trán Thập Tam gia, để lộ khuôn mặt dãi dầu xương gió đầy nếp nhăn. Thập Tam gia nhìn thiếu niên trước mặt mình, trong lòng chợt dâng lên rất nhiều cảm xúc. Trong những ngày qua, ngoại trừ cái chết của Hân Tuyệt, người ông ta lo lắng nhất chính là đứa trẻ này. Nhìn dáng vẻ hắn im lặng, ngồi bất động trước Hân Tuyệt, lúc thì hối hận, lúc thì ảo não, lúc thì đau khổ. Trong đêm tối thậm chí còn ôm đầu khóc thầm nhiều lần. Ông ta lặng lẽ dõi theo tất cả mọi thứ. Lần đầu tiên thiếu niên vào rừng táng kiếm, bị người ta dồn vào đường cùng, những lúc cùng đường bí lối nhất cũng không chảy một giọt nước mắt. Dù đau khổ nhường nào, hắn cũng sẽ chịu đựng, hệt như thanh kiếm trong tay hắn, lòng hướng về kiếm, thẳng tiến không lùi, không sợ sinh tử. Nhưng 10 ngày qua hắn lại khóc thầm trong đêm không biết bao nhiêu lần. Thật lòng ông rất thích đứa trẻ cũng là kiếm nô giống ông này, sợ hắn gặp phải khó khăn này sẽ không thoát ra được bóng ma trong lòng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn vượt qua, không sa vào sự bi thương và hối hận. Thiếu niên vẫn là người thiếu niên ấy, nhưng vẻ tang thương trong mắt lại không thể giả vờ, tấm lòng hướng về kiếm đã được định sẵn sẽ xuất hiện một vết hằn, cả đời này không thể quên. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì thì cứ làm đi, chỉ cần lão già ta đây rút được kiếm sẽ luôn hướng về ngươi. Đôi mắt phần đục thoáng hiện tia sắc bén, sự quan tâm trong lời nói của Thập Tam gia hết sức rõ ràng. Thập Tam gia, châm độc dưới đất có còn sử dụng được không ạ? Lâm Nhất nhìn những cây ngâm châm bị rút ra rồi vứt trên mặt đất,
ngân châm mảnh, dài, ánh lên tia sáng lạnh lẽo, bề ngoài khá tinh xảo. Thật khó để tưởng tượng nó sẽ là ngân châm huyết phũ ngân hoa, một loại bí bảo ám khí vô cùng chí mạng. Vẫn được, chỉ cần không dính máu, chất độc sẽ không có tác dụng. Thập Tam gia đoán được Lâm Nhất muốn làm gì nhưng không nhiều lời, phất tay đưa 8 cây ngân châm dưới đất qua. Lâm Nhất nhận lấy ngân châm, sát khí lóe qua trong mắt rồi biến mất. Cáo từ. Sau khi cất ngân châm, Lâm Nhất quay lưng rời đi không chút do dự, chỉ là trước khi đi hắn nhìn Hân Tuyệt thật kỹ. Y nằm yên lặng trên bệ đá, nếu ai không biết sẽ cho rằng y chỉ đang ngủ say. Sư huynh, ta sẽ tham gia Long Môn tranh tài, nhận lấy vinh quang của thanh kiếm trong tay huynh để bảo vệ Hân Nhiên tỷ, tiếp tục bước đi cho đến cuối. Hoàng thành đế đô. Hiện tại đã là cuối thu, đường phố vẫn náo nhiệt như trước nhưng không thể cản được cái lạnh của mùa thu, chung quy vẫn thoáng cảm nhận được bầu không khí điều hưu. Lâm Nhất dắt ngựa huyết long đi trong đám đông cũng không quá nổi bật. 10 ngày trôi qua, cuộc phong ba tự tiện xông vào cửa thành dường như đã lắng xuống, không còn ai bàn tán về nó. Chương 1207 xem ra tin tức của Ngụy Đường chủ khá là nhanh đấy. Mục đích của hắn rất rõ ràng. Trên đường cái trong nội thành phồn hoa, Lâm Nhất dừng lại trước cửa Vạn Bảo Các. Thấy hắn có phong thái hơn người, đám thị vệ trước cửa liền chạy đến dẫn ngựa giúp. Xin hỏi công tử xưng hô như thế nào, có gì cần cứ nói với tiểu nhân, chắc chắn Vạn Bảo Các sẽ thỏa mãn nhu cầu của ngài. Lâm Nhất. Người nọ đứng sững ra trong chốc lát, hắn ta đánh giá Lâm Nhất một lượt, tiếp đó, mắt hắn ta sáng lên. Ánh mắt vừa kinh ngạc vừa kích động, là Lâm Nhất của Lăng Tiêu Kiếm Các. Lâm Nhất đã từng gây chấn động tại Vạn Bảo Các, đồng thời, trận chiến ở Phủ Công Chúa cũng khiến hắn nổi danh khắp đế đô Đại Tần, thế nên có rất ít người chưa nghe qua tên của hắn. Là ta, dẫn ta đi gặp đường chủ của các ngươi. Lâm Nhất bước vào trong, thờ ơ nói. Được, ta đi thông báo, lập tức đi. Người nọ kiềm chế cảm giác phấn khích đang trào dâng trong lòng. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho ngựa huyết long, hắn ta lập tức chạy đi thông báo cho người quản lý của Vạn Bảo Các đường chủ Ngụy Nhạc. Tầm nửa khắc sau, Lâm Nhất đã gặp được Ngụy Nhạc trong phòng dành cho khách quý của Vạn Bảo Các. Lâm công tử đúng là khách quý khó gặp, hôm nay sao cậu lại đến Vạn Bảo Các của ta thế? Ngụy Nhạc có ấn tượng rất sâu đậm đối với Lâm Nhất, lại nói, trong nhiều phương diện, ông ta cũng cần dựa vào Lâm Nhất, cho nên đối xử với hắn rất khách sáo. Ta muốn ông giúp ta tìm một người. Lâm Nhất đi thẳng vào vấn đề. Tìm ai? Vương Diễm con cháu dòng chính của tông tộc Vương Thị. Việc này. Ánh mắt Ngụy Nhạc lộ vẻ khác thường, vẻ mặt ông ta có chút khó xử, cười nói, Lâm công tử, tại hạ chỉ là người làm ăn, thật sự không có khả năng giúp cậu. Nếu cậu muốn tìm người, ta có thể giới thiệu với cậu một vài người, dù sao thì mỗi ngành nghề đều có chuyên môn riêng. Thấy vẻ mặt của đối phương, Lâm Nhất không đáp, mà bước đến bên cửa sổ, lơ đễnh nhìn xuống đường. Trên đường, người đến người đi, Vạn Bảo Các vẫn luôn đông đúc, việc làm ăn vô cùng thuận lợi. Người làm ăn có rất nhiều thủ đoạn, mặc kệ là loại thủ đoạn gì thì tin tức nhanh chóng cũng không thể thiếu được, nếu Ngụy Đường chủ sợ phiền phức thì cứ nói thẳng ra, ta sẽ không miễn cưỡng. Lâm Nhất thản nhiên nói, không có quá nhiều lời thừa thãi. Không hiểu vì sao Ngụy Nhạc lại cảm thấy lạnh người, vội nói, Lâm công tử đã nói vậy thì ta cũng không giấu giếm làm gì, ta có thể giúp cậu tra ra tung tích của Vương Diễm. Tuy nhiên, Lâm công tử, cậu leo lên tầng 10 của Bảo Điện Hắc Liên, khiến truyền thuyết tuyết rơi trên hoang nguyên tịch diệt được tái hiện, không biết cậu có thể đưa ra một hai món bảo vật gì đó để Vạn Bảo Các đấu giá không? Xem ra tin tức của Ngụy Đường chủ khá là nhanh đấy. Lâm Nhất thản nhiên nói. Trong mắt hắn lóe lên tia giễu cợt. Ngụy Nhạc cười gượng, việc này còn chưa truyền ra ngoài, tuy nhiên, không bao lâu sau, chắc chắn sẽ được lan truyền khắp Đại Tần. Hiển nhiên, mật cảnh có đẳng cấp như Hắc Liên sẽ thu hút sự chú ý của tất cả các thương hội, ta cũng không thể chậm chạp để bảo vật rơi vào tay kẻ khác được. Chương 1208 cuối cùng cũng xuất quan, thật là khéo. Ta đã giao một phần bảo vật cho tông môn rồi, còn lại để chính mình sử dụng. Nếu ông thích thanh chiến mâu này thì ta sẽ đưa nó cho ông. Lâm nhớ đến thanh chiến mâu còn sót lại trong túi trữ vật của mình, vì nó đã sắp hỏng nên hắn không nộp lên tông môn. Ngụy Đường chủ tiếp nhận chiến mâu,
vốn đang rất vui vẻ nhưng ngay lập tức, ông ta nhận ra thanh chiến mâu này đã sắp hỏng, bèn cười nói, tuy đã gần hỏng, nhưng cũng là bảo binh thượng cổ hàng thật giá thật, dựa vào danh tiếng của mật cảnh Ma Liên, hẳn có thể bán được giá tốt. Sau khi thu chiến mâu, Ngụy Đường chủ nhìn Lâm Nhất và nói, Lâm công tử chờ ta một lát, ta đi rồi sẽ quay về nói cho cậu tung tích của Vương Diễm. Khoảng 5 phút sau, ông ta lại lần nữa xuất hiện với vẻ mặt ngượng ngùng. Lâm công tử, Vương Diễm không hề rời đi mà vẫn còn ở tại Lăng Tiêu Kiếm Các. Hiện hắn ta đang ở trong liên minh quân tử. Hắn không có ở Vương Phủ. Ánh mắt Lâm Nhất lóe lên tia kinh ngạc, lúc trước, theo suy đoán của hắn, có trốn thì Vương Diễm cũng sẽ trốn ở phủ đệ của tông tộc Vương Thị. Nhưng không ngờ tên này lại dám ở lại Lăng Tiêu Kiếm Các, đúng là lớn gan mà. Ngụy Nhạc khẽ cười nói, Vương Phủ à, ha ha, nếu hắn có kẻ thù thì Vương Phủ nào có an toàn bằng Lăng Tiêu Kiếm Các? Chẳng lẽ ở đế quốc Đại Tần này, còn có kẻ dám chạy đến Lăng Tiêu Kiếm Các giết người à? Quả thật là vậy, đối với Vương Diễm mà nói, ở đế quốc Đại Tần không còn nơi nào an toàn hơn so với Kiếm Các. Xem ra Vương Diễm thật sự cho rằng không ai có thể bắt được hắn ta. Khoan hãy nói đến chuyện hắn ta là người của tông tộc Vương Thị, chỉ riêng việc không có chứng cớ thì tông môn cũng không thể vô duyên vô cớ đụng đến hắn ta. Huống chi, Vương Diễm còn có mối quan hệ với đại hoàng tử, cho nên hắn ta càng không phải sợ hãi gì cả. Về phần những người khác, theo điều luật thiết huyết của tông môn thì không được phép giết người. E là hiện tại, tâm trạng hắn ta cũng không tệ lắm. Lâm Nhất thầm cười lạnh. Đúng rồi, gần đây Lăng Tiêu Kiếm Các đã xảy ra chuyện lớn, sợ là Lâm công tử còn chưa biết, Ngụy Nhạc chợt nhớ đến điều gì đó, liền nói. Chuyện gì, Lâm Nhất thầm nghĩ, chẳng lẽ chuyện Hân Tuyệt sư huynh qua đời đã bị lộ ra ngoài. 30 ngày trước, Bạch Lê Hiên xuất quan, khi đó đã xuất hiện ngũ thải tường thủy tựa như tuyết rơi liên tục suốt 3 ngày. Khắp cả quận Tần Thiên đều nhìn thấy dị tượng, theo như lời đồn. Hắn ta đã đột phá thánh thể, trở thành người có căn cốt đứng nhất đế quốc Đại Tần. Nói đến việc này, Ngụy Nhạc không khỏi bùi ngùi xúc động, lúc ấy, nhìn thấy ngũ thải tường thủy kéo dài suốt 3 ngày, sự rung động trong lòng ông ta đến nay vẫn chưa tan hết. Thánh thể. Thiên phú của võ giả có 2 điểm, một là căn cốt, hai là ngộ tính. Ngộ tính không thể tra rõ được, nhưng căn cốt lại có thể dò ra. Căn cốt linh thể bát phẩm của Lâm Nhất đã xem là đạt đến mức cao nhất ở đế quốc Đại Tần rồi. Còn thánh thể thì trước nay chưa từng xuất hiện, có được căn cốt bực đó, định sẵn đời này sẽ bất phàm. Đừng nói là đế quốc Đại Tần, dù là khắp cổ vực Nam Hoa thì người có thể đạt được thánh thể quả thật rất hiếm, chẳng khác nào lông phượng sừng lân. Cuối cùng cũng xuất quan, thật là khéo. Lâm Nhất đã sớm nghe qua danh tiếng Bạch Lê Hiên. Đồn rằng hắn ta không xuất quan thì thôi, một khi xuất quan ắt kinh động trời đất, chấn động Đại Tần. Hôm nay xem ra lời đồn không sai. Chương 1209 thua. Kẻ này xuất quan khiến trời ban điềm lành, ngũ thải tường thủy rơi liên tiếp 3 ngày, khắp cả quận Tần Thiên đều có thể thấy được dị tượng. Nếu là trước đây, Lâm Nhất còn có chút suy nghĩ. Nhưng trước mắt, lòng hắn như mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng, xuất quan thì xuất quan thôi. Cáo từ. Lâm Nhất không ở lại lâu trong Vạn Bảo Các, đợi Ngụy Nhạc nói xong liền dứt khoát rời đi. Lâm Nhất này, sao lại khác trước nhiều như vậy, hay là cảm nhận của ta sai rồi? Ngụy Nhạc sờ cằm, Lâm Nhất ngày xưa mặc dù có khí độ bất phàm, phong mang tiềm ẩn. Nhưng ông ta vẫn có thể nhìn thấu được hắn, còn Lâm Nhất hiện tại, dù có đứng trước mặt thì ông ta cũng khó có thể dò xét được. Đến cả việc lớn như chuyện Bạch Lê Hiên xuất quan mà hắn cũng chẳng hề gợn chút sóng lòng, rõ ràng như thể chẳng liên quan gì đến mình. Chẳng lẽ hắn không biết, từ xưa đến nay một nước không thể có 2 vua, một núi không dung được 2 hổ sao? Có Bạch Lê Hiên ở đây, dù hắn có bằng lòng hay không thì chắc chắn sẽ khó mà tránh được phải đối đầu với hắn ta. Chỉ hơi không cẩn thận là sẽ bị người ta giẫm dưới chân ngay. Một núi không thể có 2 hổ cùng chung sống. Lăng Tiêu Kiếm Các cũng không thể dung được 2 hậu bối ưu tú đồng thời nổi danh khắp Đại Tần. 7 ngày sau, Lăng Tiêu Kiếm Các, trong liên minh quân tử. Lâm Nhất đoán không sai, tâm trạng của Vương Diễm quả thật không tệ. Mấy trăm thành viên trong liên minh quân tử ở bên ngoài diễn võ trường đang vây xung quanh nhìn cuộc chiến bên trong võ trường,
là một mình Vương Diễm đối đầu với bát đại kim cương của liên minh quân tử. Tu vi này của hắn không biết từ lúc nào đã đột phá được cảnh giới huyền võ tầng thứ 9. Tay nắm chặt kiếm, một mình đối đầu với 8 người mà lại không hề rơi vào thế yếu, thậm chí thấp thoáng còn chiếm chút ưu thế. Chân nguyên sao động, kiếm khí tung hoành, khí thế của cảnh giới huyền võ tầng thứ 9 khiến kiếm pháp của hắn trông có vẻ đầy thanh uy. Bên ngoài võ trường, các thành viên của liên minh quân tử đang liên tục hò hét cổ vũ. Thua! Vương Diễm bỗng nhiên quát lên một tiếng, sau đó ép một kiếm xuống, bát đại kim cương của liên minh quân tử đều bị đánh bật ra ngoài. Sau khi mấy người tiếp đất, nhìn Vương Diễm đang nhét kiếm vào vỏ rồi lần lượt bước tới nói lời chúc mừng. Khí huyết toàn thân Vương Diễm cuồn cuộn, trực giác lưu loát thoải mái, vô cùng sảng khoái. Viên đan dược mà đại hoàng tử ban tặng cho hắn ta quả nhiên bất phàm, một lúc đã đột phá gông cùng xiềng xích của cảnh giới huyền võ tầng thứ 8. Với thực lực này của sư huynh e là chẳng đến một năm đã có tư cách bước chân vào bảng thiên rồi. Tên của sư huynh sớm muộn gì cũng sẽ được ghi vào trong danh sách 10 thứ hạng đầu của bảng thiên. Ta thấy Lăng Tiêu kiếm các này e là ngoài đệ tử bảng thiên ra chẳng có người nào là đối thủ của sư huynh nữa rồi. Nghe lời nịnh bợ của bát đại kim cương, trên mặt Vương Diễm ý cười càng sâu, vô cùng hưởng thụ. Chương 1210 người đến không phải Lâm Nhất thì còn là ai nữa? Vốn dĩ, sau khi hắn ta từ Sơn Mạch Tịch Diệt trở về, trong lòng thấp thỏm bất an, hoảng hốt không thôi. Nhưng không ngờ được, chó ngáp phải ruồi, vậy mà Hân Tuyệt đã chết rồi. Hôm nay, đại hoàng tử đến đây chúc mừng Bạch Lê Hiên đã đột phá thánh thể, cố tình đến trước để thăm hắn ta. Lại càng khiến hắn ta trở nên kiên định, không còn phải sợ hãi gì nữa. Nhưng mà nếu như lại cho hắn ta một cơ hội thì hắn ta vẫn lựa chọn giết chết Lâm Nhất, đồng thời cũng không hối hận với quyết định của mình. Tên kiếm nô này mấy lần khiến hắn ta phải chịu sỉ nhục, nhất là việc giết chết Vương Ninh ngay trước mắt hắn ta, lại càng là nỗi nhục lớn nhất cuộc này của hắn ta. Nhớ đến Lâm Nhất, Vương Diễm thu lại nụ cười trên mặt, giọng nói lạnh như băng, tên tiểu kiếm nô này vẫn còn chưa quay về sao? Vẫn chưa về, phần lớn người đi mật cảnh Ma Liên đều đã trở về cả rồi, nhưng Lâm Nhất lại không có trong đó. Nghe nói Bạch Lê Hiên còn đặc biệt đi một chuyến đến Lạc Già Sơn mà cũng không tìm thấy hắn đâu cả. Ha ha, thật không ngờ được, Bạch Lê Hiên này lại có mối thù xưa hận cũ với Lâm Nhất, tên kiếm nô này rốt cuộc thì cũng có người trị được hắn rồi. Bạch Lê Hiên cũng thật là yêu nghiệt, sau khi xuất quan tu vi đã như một ngày đi cả nghìn dặm, nghe nói đã đánh bại được 6 đệ tử của bảng thiên, hơn nữa đều không dùng đến 10 chiêu. Sự khủng bố của thánh thể, đám người chúng ta đương nhiên là không thể hiểu được. Nghe câu chuyện của bát đại kim cương, Vương Diễm cười âm hiểm nói, bây giờ ta rất là mong chờ ngày hắn quay lại Lăng Tiêu kiếm các, nhìn thấy Bạch Lê Hiên đã luyện thành thánh thể thì sẽ có biểu cảm thế nào. Lâu rồi không gặp, Vương Diễm sư huynh thế mà vẫn quan tâm Lâm Mỗ như ngày nào. Đúng vào lúc này, một âm thanh vang lên theo gió truyền tới. Mấy người lần theo âm thanh nhìn qua, chỉ thấy bên ngoài diễn võ trường, trên mái ngói của một tòa cung điện. Thiếu niên áo xanh lưng đeo kiếm hạp, tà áo tung bay lật phật theo gió. Thiếu niên nhướng mày, một giây sau đã xuất hiện ở ngay chính giữa diễn võ trường. Lâm Nhất. Mặt Vương Diễm đột nhiên biến sắc, giật thót mình. Vạt áo sam xanh, tóc dài tung bay, lưng đeo kiếm hạp. Người đến không phải Lâm Nhất thì còn là ai nữa? Sau khi từ đế đô trở về kiếm các, hắn chưa đi đâu cả mà đến thẳng nơi đóng quân của liên minh quân tử. Rất trùng hợp, vừa đúng lúc nhìn thấy Vương Diễm này đang so chiêu với bát đại kim cương. Rồi nhìn thấy hắn vô cùng sung sướng, thậm chí cực kỳ hưng phấn nói đến mình. Trên diễn võ trường, Lâm Nhất đột nhiên xuất hiện khiến Vương Diễm giật thót cả mình. Nhưng mà ngay sau đó, hắn ta bình tĩnh lại, trong Lăng Tiêu kiếm các cấm giết chóc. Bất luận là ai vi phạm cũng sẽ giết không tha, đây là quy luật thép. Nếu không có quy luật thép này thì ngày xưa Lâm Nhất đã bị hắn ta giết chết vô số lần rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 45.